Pháp hội niệm Phật A-di-đà, chùa Quan Thế Âm. Gia đình Phật tử liên tâm, phát tâm cúng dường trai tăng. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về trợ niệm lúc lâm chung, thời gian ngày 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 7 tháng Chạp năm Tân Sửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, tôn kính kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 1 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 7 tháng Chạp năm Tân Sửu. Được sự cho phép của sư phụ, có gia đình của cô Đỗ Thiên Hương và một số Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng để hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền, cũng như hồi hướng cầu siêu cho thân phụ của cô là cụ ông Trí Giác hưởng thọ 65 tuổi. Hôm nay là tuần thất đầu tiên của ông. Và giờ đây xin kính mời cô và những gia đình lên đây dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính, kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 7 tháng Chạp năm Tân Sửu. Giữa không khí se lạnh của tiết xuân hòa với khói nhang trầm quyện tỏa hương giải thoát, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh ấm áp tình đạo vị, thay mặt gia đình con tên là Đỗ Thiên Hương pháp danh Liên Tâm, cùng gia đình cô Liên Tiến, gia đình chú Phạm Văn Giang và một số Phật tử thành tâm thiết lễ trai tăng nhân ngày tuần thất đầu của thân phụ con là Hương Linh Đỗ Ngọc Quyến pháp danh Trí Giác hưởng thọ 65 tuổi. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho Hương Linh cha con và Hương Linh Lâm Thị Lán pháp danh Liên Tịnh hưởng thọ 86 tuổi, Hương Linh Phạm Văn Nhì pháp danh Phúc Thành hưởng thọ 67 tuổi, cùng cửu huyền thất tổ của chúng con và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được gieo sanh về miền Lạc Cảnh, cùng cầu an cho cụ bà Vũ Thị Cần pháp danh Giác Ngộ 87 tuổi và cụ bà Ngô Thị Trung 97 tuổi. Giờ đây quỳ trước tam bảo trang nghiêm đạo tràng thanh tịnh, với tâm chí thành, với lòng chí kính, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tách bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, trên thế gian này không có tình thương nào thiêng liêng bằng tình thương của cha mẹ. Tình thương ấy đã dành cho chúng con, ngay từ thuở mới tượng hình, đến với con qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa ngọt ngào, qua lời ru êm ái. Cha mẹ là người sinh ra chúng con, nuôi con khôn lớn, cho con vay mượn bóc hình này và cuộc đời tận tụy hy sinh, chỉ mong sao cho chúng con trưởng thành tốt đẹp. Với ân đức của cha mẹ như trời cao khó với, như biển rộng khó đo, cho dù chúng con có diễn đạt bằng muôn vạn lời ca tuyệt tác cũng không sao tả hết thâm tình của cha mẹ. Đối với chúng con, công cha cao tựa trời mây, nghĩa mẹ như biển trải dài mênh mông, cho dù chúng con có dùng vô số lời vàng ý ngọc cũng chẳng thể nào nói hết công ơn cha mẹ đã dành cho chúng con. Thế mà con chưa một phần nào đền đáp công ơn ấy thì cha đã ra đi mãi mãi, để lại cho chúng con nỗi thương tiếc khôn nguôi. Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con lấm bùn. Ánh sáng của vầng ô khuất đi rồi còn mọc lại, nhưng dị lộ hoàng tuyền thì mãi mãi cắt lối tương duyên.
nhớ lại ngày nào xuân về Tết đến, gia đình sum họp, phụ tử đoàn viên, mà giờ này cảnh cũ còn đây, nhà xưa còn đó, nhưng cha già đâu sao khuất dạng bóng hình. Cánh hạc đã bay xa về phương trời vô định, để cho đàn con thơ ở lại với bao nỗi xót xa tưởng nhớ. Gió xe lòng chạnh nhớ thương, âm dương chia cách rẽ đôi đường. Xuân về bên mái nhà xưa ấy, cha già khuất bóng biệt ngàn phương. Kính thưa quý liên hữu, tuần trước cha con trở bệnh nặng, được ân sư nhận vào phòng hộ niệm để đại chúng trợ niệm cho ông. Lúc cha con nằm tại phòng hộ niệm, cha con đã được quý thầy, quý chú và các cụ tận tình chăm sóc, khuyến tấn và trợ niệm cho ông. Chúng con vô cùng hoan hỷ khi thấy ông ra đi nhẹ nhàng thanh thản trong câu Phật hiệu. Thay mặt cho gia đình, chúng con xin thành tâm cảm ơn ân sư và ban hộ niệm. Giờ đây khó được tương phùng, âm dương hai nẻo muôn trùng cách xa. Nhớ ân giáo dưỡng mẹ cha, để đầu quy mạng tăng già chứng minh. Kính bạch chư tôn thiền đức, quý ngài là bậc phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng thủ thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng giống phước. Vì thế hôm nay, nhân ngày tuần thất đầu tiên của cha, gia đình chúng con và một số Phật tử thành tâm sám sanh lễ vật, thiết lễ trai tăng, thành tâm dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi cao cả, thứ đến cúng dường hiện tiền chư tôn tịnh đức. Ngưỡng mong nhờ vào oai thần của mười phương thanh tịnh tăng già, cùng với sự chú tâm chú nguyện của chư tôn thiền đức, chúng con tin chắc rằng với năng lực ấy sẽ cảm thông qua muôn ngàn thế giới với một sức mạnh vô biên, khiến cho hương linh thân phụ của chúng con và tổ tiên ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được chọn niềm hoan hỷ, chuyển biến nghiệp duyên túc trái, quy hướng tam tôn, trượng thừa pháp lực và công đức gia trì mà được siêu sanh tịnh độ. Và cũng xin hồi hướng công đức này cho thân bằng quyến thuộc, hiện tiền luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, cùng tất cả chúng sanh trong tận hư không pháp giới, được thừa tư công đức này mà tiêu trừ nghiệp chướng, tinh tấn niệm Phật, một đời này liễu sanh thoát tử, tốc thoát ta bà vãng sanh cực lạc. Ngưỡng mong trên quý ngài, thủy tử ai mẫn, chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này, để cho chúng con được gội nhuần công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua cô Đỗ Thiên Hương pháp danh Liên Tâm đại diện cho gia đình và một số gia đình quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng dâng lên lời tác bạch. Giờ đây cùng thỉnh chư tôn đức tăng và đại chúng niệm Phật để chứng minh công đức. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thủy tử gia hộ cho quý ngài một năm mới dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ niên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc toàn thể quý liên hữu và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kết tường như ý, lão Phật niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất, ngưỡng mong quý ngài thử tùy ai mẫn hỷ xả cho chúng con được trượng thừa công đức. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của tất cả chúng con,
Giờ đây, đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như Pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư, từ bi, hoan hỷ, vận chuyển thuyền âm, khai thị, sách tấn chúng con, những lời trong văn sao, khuyến khích chúng con, giúp chúng con, ngay trong đời này buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật được giảng sanh thế giới cực lạc. Dạ, chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày mùng 7 tháng Chạp năm Tân Sửu, Giấc Nhàn hôm nay giảng những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang về Lâm Chung Trợ Niệm, hay còn gọi là Mái Chèo Lâm Chung và Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, một cái đạo tràng thực thụ muốn tiễn đưa người về Tây Phương Cực Lạc thì cần phải có hai cái mô hình. Cái mô hình thứ nhất đó là đạo tràng pháp hội cho người còn sống, thường xuyên giảng kinh và lập ra một cái phương pháp cho họ niệm Phật hàng ngày để họ tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên tính hạnh nguyện. Nói chung là họ tích lũy cái tư lương hành trang rất quan trọng. Cũng giống như là cô Phật tử Thiên Hương pháp danh Liên Tâm vừa đọc lời tắc bạch của vào trong cái pháp hội của mình, cô thấy được cái đạo tràng đại chúng cộng tu khởi được tính tâm. Sau đó rồi cô vào trong phòng hộ niệm, cô thấy đại chúng trợ niệm cho người lúc sắp lâm chung, cô cũng khởi được tính tâm. Thì đạo tràng thứ hai, cái mô hình thứ hai đó là cái phòng trợ niệm, rất là quan trọng. Nếu mà một cái pháp hội, một cái đạo tràng đó chỉ có cái mô hình là giúp cho người còn sống thôi, họ đến đạo tràng đó họ niệm Phật, sau rồi lúc lâm chung họ ở nhà hoặc giả họ mất ở nơi nào đó, thì cái sự vãng sanh cũng chưa chắc chắn lắm. Chỉ những người biết ngày giờ lúc lâm chung thì có trợ niệm cũng tốt, mà không có cũng hay. Vì họ tự tại vãng sanh biết ngày giờ rồi. Tuy nhiên những người này họ vẫn muốn người trợ niệm để họ làm biểu pháp. Biểu pháp cho những người bên cạnh họ tin rằng có người khi mất niệm Phật được vãng sanh Tây Phương, để làm biểu pháp cho họ có tín tâm với pháp môn niệm Phật. Công đức này rất lớn. Còn phần nhiều thì nếu chưa biết ngày giờ vãng sanh mà không cần ban trợ niệm và không có ban trợ niệm thì người này trở ngại ngay. Cho nên trong văn sao Ấn Tổ mới nói đến là lâm chung trợ niệm, hay gọi là mái chèo lâm chung. Hôm nay Giác Nhàn nói lại cái đề tài này là do cảm được cái sự ra đi của ông cụ Trí Giác, Đỗ Ngọc Quyến. Nghe đi nghe lại vài lần với cái sự trình bày của cô Liên Tâm. Mới có 2 ngày thôi, hôm nay là 12.462 người khắp thế giới họ xem. Đây là một biểu pháp mà cụ ông ra đi, mà nhiều người tùy hỷ công đức với cái sự ra đi của ông và cái sự phát biểu của người con gái. Chúng tôi nghe đi nghe lại. Và hôm nay Giác Nhàn nói đến cái cảm xúc của mình khi gặp cái ca này. Cho nên cái phòng trợ niệm cho người lúc lâm chung, dẫu cho những người như ông cụ Trí Giác hàng ngày không có công phu với đại chúng, nhưng mà nhờ người con gái có tín tâm với cái pháp hội của mình và tín tâm với phòng trợ niệm của mình và đích thân vào trong này để hưởng cái pháp lạc và cảm nhận trực tiếp với pháp hội của mình, cho nên tin tưởng đưa người cha từ Hà Nội đi xe cấp cứu chạy thẳng 24 tiếng đồng hồ vừa tới trong này.
Nếu mà người con gái này không có quyết tâm á, thì khó có thể thành tựu được. Vì khi lúc lâm chung vô số ân gia trong vô lượng đời ức kiếp họ ngăn cản. Chúng tôi nghe cái đoạn của Liên Hương, cổ nói rằng là ông cụ khi ở nhà cũng có ban hộ niệm, cũng có nghe tiếng niệm Phật, nhưng mà cái nghiệp sát sanh của ông là giết gà và giết vịt hai đời rồi, đời trước và đời này sát hại không biết bao nhiêu chúng sanh vô tội mà chết, cho nên nó hành hạ ông cụ phải tai biến, phải bệnh tim, đủ thứ bệnh vật vã, mà cứ ngồi lên vài giây nằm xuống, ngồi lên vài giây nằm xuống, coi như nó hành chịu không nổi. Cậu chỉ đứng biết nhìn niệm Phật, không biết làm cái gì và không thể gánh vác được cái nghiệp của ông cụ. Nhưng mà nhờ Phật lực gia trì, vừa đưa lên xe cấp cứu vô là bắt đầu ông nằm im re, không vật vã nữa. Thấy hay không? Vì khi bắt đầu mình đi vào nơi để trợ niệm thì khởi niệm lên là có Phật quang phổ chiếu, thì tất cả các loài chúng sanh đó họ không quấy phá nhiều nữa. Và đi một đoạn, ông nói sao mà lâu đến như vậy. Cổ mới nói rằng cũng gần đến rồi bố à. Đi vào trong núi Voi, chùa Quan Âm có phòng trợ niệm để bố uống thuốc A Già Đà, bố khỏe lại, bớt đau đớn. Rồi có một lần cô Kim Anh, cổ chở mẹ cổ vào, đi nửa đường oan gia nhập vô, nói rằng chở tôi đi đâu, bà là ai mà dám chở tôi đi. Thì cô Kim Anh mới nói là tôi là con của Phật Di Đà. Tự xưng vậy đó. Tôi là con của Phật Di Đà, đưa mẹ tôi vào trong phòng trợ niệm để mà tiễn đưa mẹ tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Họ nghe vậy cái là họ xuất ra, họ đi liền. Nghe đến oai thần danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, chư đại Bồ Tát cũng thế, chư thánh hiền tăng cũng thế, và nhất là các vị oan gia trái chủ và các vị hương linh nghe đến oai đức của Đức Phật A Di Đà là họ quy kính liền. Thì khi mà đưa vào thì trong một tuần lễ ông hưởng cái pháp lạc vạn đức hồng danh câu A Di Đà Phật trong phòng trợ niệm của mình, yên ổn hơn ở nhà nhiều lắm. Rất rất yên ổn hơn ở nhà. Vì ở nhà không có cái từ trường, không có đại chúng trợ niệm, và không có cái sức lực gia trì của Phật lực, là vì cái sức trợ niệm yếu kém quá, mỏng quá. Khi cụ ông ra đi để trả nghiệp đau đớn, mà cổ xin trước khi đưa ông cụ vào áo quan có vài lời để mà chia sẻ và cảm tạ ban trợ niệm, cảm xúc sâu lắng mà hầu như là một số Phật tử ở Hà Nội như cô Nga cũng nghe vô là cô cảm động, cô nói quá hay. Đời trước và đời này của ông cụ sát sanh mà thế mà nhờ người thân bằng quyến thuộc đưa vào phòng trợ niệm mà ông được an bình ra đi như vậy. Mà cổ kể là khi ở nhà sắc mặt ông đen tối và hung dữ lắm, nói gì ông cũng bực bội hết trơn, ông khó chịu. Vừa là thân thể đau đớn nó bức bách, vừa là các vị oan gia trái chủ và các vị hương linh mà vì ông mà nó chết, nó xui khiến ông phải bực bội để mà đọa vào trong ác đạo. Nhất là sân hận thì đọa vào ác đạo rất nhanh. Thế mà vượt ra khỏi cái cảnh giới đó, lên xe vô trong này là khác liền. Vì vậy cho nên Đức Phật A Di Đà mới lập cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 ức cõi chứ. Cho nếu mà nói là cảnh giới đây là cực lạc là đây rồi, thì đó là nói tức là lý thôi. Nếu mà nói đây là cực lạc thì ông cụ và nhiều người trợ niệm cho ông cụ quyến ở tại nhà thì ông vẫn bình yên chứ. Nhưng mà cảnh giới đó không đủ sức người trợ niệm và không có Phật lực gia trì mạnh để mà chuyển hóa được. Cho nên quý vị thấy cái phòng trợ niệm rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Cho nên chúng tôi nói cái đạo tràng mà thực thụ muốn tiễn đưa người về Tây Phương Cực Lạc, mà đạo tràng thực thụ tu tịnh độ thì phải có hai cái mô hình. Mô hình là cái phương cách niệm Phật cho người còn sống. Hay pháo hội của mình coi như là phát trực tiếp lên trên toàn thế giới. Cô Phi là cô Thiện Hạnh mà hôm trước mà an vị Phật ở tại nhà đó. Bây giờ đây cũng mấy chục ngàn người xem cái đĩa an vị Phật nhà cổ, và hàng ngày cổ vẫn mở ra ba thời theo đại chúng nghìn phát trực tiếp. Thì cái mô hình mà những người tu còn sống thì Ấn Tổ nói là
Lúc người còn sống thì phải niệm ra tiếng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà niệm hoài ra tiếng, mà niệm liên tục như vậy thì tổn khí mệt, thì phải niệm 4 chữ trong tâm nữa. Còn thêm có trợ hạnh niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Bởi vì trong cuộc sống ai cũng gặp những chuyện rắc rối, và có những cái cuộc sống mưu sinh, mưu cầu, và có những cái oan gia trái chủ, và có những cái nghiệp lực nó vây bủa mình. Mà để mình niệm Phật cho cảm được thì ẩn tổ nói hơi lâu. Có nhiều người không đủ sức, tâm lực mình không đủ sức để chịu đựng, thì cần phải có Bồ Tát Quan Âm niệm vào để cho cái sự ứng hiện gia trì của Ngài nhanh lẹ làng hơn. Cho nên là Ngài mới nói trong cái lá thư trả lời khắp là Ngài niệm 10.000 câu quan Phật A Di Đà là phải 5.000 câu Quan Âm. Kinh khủng không? Không thể bỏ danh hiệu Bồ Tát Quan Âm được. Đến Phật A Di Đà mà cũng phải cần có Bồ Tát Quan Âm để mà phụ tá, để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh mà. Huống hồ phàm phu chúng ta mà không có Bồ Tát Quan Âm là kẹt à, trở ngại liên liên á. Bây giờ hỏi trong cuộc sống có một số quý Phật tử, và bản thân chúng tôi cũng có những cái cuộc sống trong mưu cầu. Ví dụ như chúng tôi mưu cầu cái cuộc sống đó là xây dựng cái nhà dưỡng lão ha. Ví dụ vậy. Hoặc giả là làm được cái phòng trợ niệm trên chùa. Đó là những cái cuộc sống mình ai cũng có cái nhu cầu trong cuộc sống hiện sinh. Mà niệm đến danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cái mưu cầu đó và cái nguyện đó nó nhanh hơn. Do cái nguyện của Ngài. Tất cả chúng sanh cảm, khắp pháp giới cảm thì khắp pháp giới ứng. Cảm ít thì ứng ít, mà cảm nhiều thì ứng nhiều, mà không cảm thì không ứng. Đạo cảm ứng giống như gõ chuông. Gõ mạnh thì chuông lớn, mà gõ nhẹ thì chuông nhỏ, mà không gõ thì không có tiếng chuông. Người có chịu niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, danh hiệu Phật, trì thần chú đại bi, làm tất cả các điều thiện, mà chân thật mà làm, tha thiết mà làm, quyết tâm mà làm, cũng như là cô Thiền Hương muốn đưa cha vào, không ai ngăn cản được, và tốn kém không thành vấn đề. Có nhiều người họ sợ tốn kém, đưa vào tốn tiền xe, rồi vào trong chùa rồi không biết là có phải cúng dường cái gì hay không, hay là mình phải mất mát tiền bạc hay không. Họ để cái đồng tiền lên cao hơn chữ hiếu cho nên họ làm được. Không phải dễ làm đâu. Như vậy cái phòng trợ niệm để giúp người vãng sanh thì nó có hai cái mô hình nữa. Cái mô hình đó là cái cơ sở hạ tầng phải cho đầy đủ tiện nghi cho họ. Nhưng bữa chúng tôi nói là phải có cái phòng để trợ niệm cho nhiều người, giống như cái phòng trợ niệm mình trên đó. Rồi vừa mất là mình phải có cái phòng mình đưa họ vào, riêng biệt cái người mất nằm đó và không đụng đẩy đến họ, có bánh xe, cái giường có bánh xe đẩy đi thiệt là êm, mà không có gập ghềnh, không có cái khớp gập ghềnh, mà từ cái phòng lớn đó mà đẩy vô phòng nhỏ thiệt là êm, đẩy vào bên trong đó, họ nằm bên trong cái phòng là người đã mất. Làm sao cho được 24 tiếng đồng hồ? Như ông cụ Đỗ Ngọc Quyến, hơn 24 tiếng đồng hồ, 30 tiếng, có khi 40 tiếng, 2 ngày luôn, cũng không có hôi mùi thối gì hết. Ông cụ ra đi thân tướng mềm mại. Thầy Thành, thầy Thiện nói thân tướng ông cụ mềm mại, hoan hỷ, sắc diện của ông hoan hỷ. Hoan hỷ vô cùng. Thì cái tướng mà hoan hỷ, các căn vui vẻ đó là hiện tướng sanh cảnh lành. Sanh về cảnh lành. Nhưng mà thực sự nếu như ông cụ mà ở nhà mà với cái trạng thái mà cứ ngồi lên rồi nằm xuống trong vài giây nó vật vã mà đau đớn kiểu này thì chắc chắn là phải đọa lạc, không chạy đi đâu hết. Bị tâm thức đang bất an, đau khổ, bực bội, tức tối và có an gia đến vây bủa nữa thì ông không đọa lạc là chuyện lạ. Thấy Phật lực bất khả tư nghi không? Đến nỗi là người sắp đọa A Tỳ địa ngục mà có thiện tri thức khai thị, có đạo tràng niệm Phật, họ khởi tính tâm họ niệm Phật, thoát khỏi cảnh địa ngục. Mà họ niệm một niệm đến 10 niệm đó thì có Phật A Di Đà đến xòe tay tiếp dẫn vãng sanh. Mà người này thực sự nếu mà lúc lâm chung mà họ có thiện tri thức khai thị và có ban trợ niệm và gia đình họ hỗ trợ thì người này trong một đời này làm ác, nhưng mà nhiều đời họ đã có túc căn sâu dày với pháp môn niệm Phật, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, bây giờ họ mới gặp được, chứ không thôi không dễ gì gặp đâu. Không dễ gì gặp. Vì vậy hôm nay chúng tôi thay mặt cho đại chúng mà tán thán cô Thiên Hương pháp danh Liên Tâm đã làm được một cái nghĩa cử, đó là báo hiếu cho cha lúc lâm chung niệm được câu Phật hiệu. Nếu mà tín nguyện thiện căn phước đức nhân duyên không đầy đủ thì chắc chắn là ông sanh về cõi lành, cõi trời hoặc cõi người,
Và đời sau ông tiếp tục gặp pháp môn niệm Phật, ông niệm Phật. Nhưng trong 49 ngày hoặc giả lúc lâm chung, có thể ông cảm được Phật lực, ông vãng sanh. Mình chưa đắc được thiên nhãn, mình chưa có thể thấy được, cho mình không dám chắc. Nhưng mà đọa ba ác đạo là không có. Bởi vì cái hiện tượng lúc ông ra đi không có phải giống như ở nhà vật vã mà sân hận tức tối, không có. Thì người này không đọa ba ác đạo, chắc chắn là như vậy. Mà khi đã là đọa vào ba ác đạo, thành quả báo địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, mà ra khỏi quả báo này thì lâu lắm. Ấn Tổ nói giống như là về ở yên nơi qua nhà trong trăm ngàn ức kiếp. Kinh khủng như vậy. Đó, mình giúp cho người thân của mình lúc lâm chung hoặc giả là hiện tại để mà hiểu được nhân quả Phật Pháp, để mà họ không đọa ba ác đạo. Đây là một sự báo hiếu, và đây là sự đền ơn và trả ơn rất thù thắng, rất thù thắng. Hôm nay chúng tôi nói đến cái câu của Tổ sư Ấn Quang nói về khắp pháp giới cảm thì khắp pháp giới ứng. Câu này rất sâu sắc mà rất hay, đại chúng lắng lòng nghe câu này. Cái đạo cảm ứng giống như ánh trăng. Trăng trên trời thì chỉ có một mà thôi, nhưng mà nước thì có muôn ngàn con sông, muôn ngàn cái biển, muôn ngàn hồ nước, muôn ngàn lưu nước. Dẫu cho nơi nào chỉ có một giọt nước, một chén nước, một ly nước, đều có ánh trăng hiện trong đó hết. Ấn Tổ hay ví dụ điều này. Mà nếu mà nước trong á, thì trăng rõ, nước đục thì trăng mờ. Cái đạo cảm ứng cái chỗ này rất sâu. Nghĩa là người mà có cái tín tâm với pháp môn niệm Phật, có tín tâm với Bồ Tát Quan Âm và có tín tâm với Thần Chú Đại Bi á, thì liền có Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Thiên Thủ, Thiên Nhãn ở trong nhà mình, hay là thường ở trong tâm gia hộ, gia trì cho mình. Trong tâm mình có niệm thì chắc chắn có Ngài ứng hiện, ngầm ứng hoặc là hiện ứng. Cô Thiên Hương cổ chở cha cổ vào trong này, nếu mà cổ không niệm Phật và không có tín tâm với Phật, với Bồ Tát á, thì cổ đi không được. Có một gia đình của cái chú đó, chúng tôi đi lên trên Đà Lạt rồi gặp gia đình mời vô bệnh viện, thì chú này ông bị bệnh. Lúc đó cái phòng hộ niệm chưa có, lấy cái nhà chút xíu một xíu à. Có ông cụ ở rồi kêu ông cụ lên phòng trên cho chú đó vô hộ niệm. Mà từ Đà Lạt chở xuống, mà cái chú Phi này ông lên chùa lúc đó từ 2007, là chủ nhật nào ông cũng lên chùa ông niệm Phật hết. Ban ngày thường xuyên ông đi tới đi lui là ông rõ quá rồi, trước xí nghiệp xứ là có đường luồn đi lên phải không. Thế mà chở cái chú cháu này từ Cầu Đất á lên bệnh viện, xong rồi từ bệnh viện chở xuống dưới này mà đi xuống Phi Nôm rồi chạy lên xuống lên không biết mấy chục vòng, chúng tôi phải xuống đứng đón, bắt đầu mới đi vô được trong cái cửa ngõ, cái đường hẻm trước xí nghiệp xứ. Nhưng mà lên trên lúc đó đường nó chưa phải đường đổ bê tông, cho nên là xe chạy lên không được, phải khiêng. Mà ổng ốm nheo ốm nhách, cái anh chàng bệnh đó ốm nheo ốm nhách, mà sáu người khiêng xính rính khiêng không nổi, không biết cái gì mà đè nặng còn hơn cục đá mà khiêng không nổi. Thì lúc đó ông mới thầm, ông mới kêu thôi các vị thì tha chú này đi, ông cũng tội nghiệp quá. Ông nói bằng lòng chân thành vậy chứ cũng không biết cúng kiến gì hoặc nói gì cho văn hoa để mà biết nói đúng với lời Phật Pháp. Ông Phi ông kêu thôi giờ tha chú này đi, tội quá thôi, hành ông đến đây được rồi cho ông lên chùa đi. Cái là nhẹ nhàng khiêng lên được. Khi mà chúng tôi xuống đưa lên thì bắt đầu mới chịu đi lên trên cái phòng hộ niệm, mà cái mượn cái phòng chút xíu, chiều 3m, chiều 4m, lúc đó ông cụ đang ở trong đó. Cho nên chúng tôi mơ ước cái phòng hộ niệm từ lâu, trong tâm niệm mơ ước từ lâu. Vì vậy cho nên quý Phật tử khi mà đến một đạo tràng niệm Phật thì cái mục tiêu cuối đời của mình nguyện làm sao cho được ban trợ niệm, để trợ niệm cho người thân mình và mình để ra đi. Thì ngay bây giờ mình phải gieo duyên với ban trợ niệm. Nếu các vị ở xa đó thì mình phải làm sao? Coi những cái đĩa này mình tùy hỷ công đức, và tâm nguyện mình muốn lúc lâm chung mình được về phòng hộ niệm. Giống như cô Lo Nguyễn ở Kentucky á, có xem được cái đĩa của ông cụ Trí Giác, cô nói hay quá. Càng làm cho cái tâm nguyện con mãnh liệt, để lúc mà về già hoặc giả là dịch ổn, là con đã nghỉ hưu rồi, là con đưa ông chồng con người Mỹ á, về bên này thuê một cái nhà hoặc là mua cái nhà nhỏ nhỏ ở trước chùa. Chưa biết thời gian bao lâu nữa mình đi, con tin tưởng cái phòng hộ niệm này.
Và cái phòng hộ niệm này nãy chúng tôi nói là cần phải có cái cơ sở hạ tầng tương đối là ổn. Cái phòng của mình là tương đối ổn chứ mà chưa mỹ mãn lắm. Thực sự chưa mỹ mãn. Đủ nhân viên về sau mình làm lại cho thực sự là mỹ mãn, đầy đủ tiện nghi. Và cái thứ hai nữa là phải có ban trợ niệm túc trực luân phiên niệm 24/24 không cho gián đoạn. Và hộ niệm thì phải niệm 4 chữ, mà trước đó thì niệm 6 chữ vài câu, 5-10 câu, 20-30 câu hoặc 5-10 phút đó bắt đầu chuyển qua với cái âm điệu là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nó theo cái âm điệu như vậy rồi nghỉ 2 câu nhỏ, rồi 3 câu lớn, 2 câu nhỏ. Cứ như vậy, nhiều người họ thích cái lối hộ niệm này. Vì vậy cho nên khi mình lập một đạo tràng, thực sự phải có hai cái mô hình là mô hình để giúp cho người lúc còn sống họ hung tu hàm dưỡng để họ tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên tư lương hành trang. Và lúc lâm chung là họ vào phòng hộ niệm thì người này chúng tôi thấy cái sự vãng sanh rất chắc chắn. Rất chắc chắn. Tổ sư Ấn Quang có kể một cái câu chuyện là khắp pháp giới cảm, tức là khắp pháp giới ứng. Nghe cái câu chuyện này. Cái thời bên Trung Quốc thì Nhật với Trung Quốc đang đánh nhau. Giặc ngoại xâm là bên Nhật họ qua họ xâm chiếm. Giặc nội xâm là người bên Trung Quốc họ thấy cái sự chiến tranh như vậy, cái họ cũng bùng phát lên, họ đi cướp của giết người, họ làm kinh khủng cái thời đó. Ấn Tổ nói cái thời này là cái thời mà phải nói là quá loạn. Thì một số ngoại xâm và nội xâm họ đi đến nhà ai là họ cướp của, rồi người phụ nữ thì họ làm ô nhục. Họ làm kinh khủng luôn. Thì họ đến một cái nhà đó, họ thấy cái cô đó đang ngồi niệm Phật đeo chuỗi. Thì cái bọn nội xâm ngoại xâm đó khi mà thấy cái cô đó ngồi đeo chuỗi niệm Phật á, nhìn một chập rồi bỏ đi, không dám vô. Thì Ấn Tổ nói là cô này có ngồi có niệm Phật, nhờ Phật lực gia trì mà bọn ngoại xâm nội xâm này không vô làm ô nhục. Cô này còn trẻ, chắc hai mấy 30 tuổi. Nếu mà cô này không đeo chuỗi niệm Phật thì bà già 60-70 tuổi còn bị làm ô nhục. Kinh khủng không? Thì người nói là nếu mà thực sự người mà chịu niệm Phật rồi đó thì giặc cướp nè, rồi nước lửa nè, rồi bão lụt nè, rồi dịch bệnh nè, rồi oan gia đối đầu nè, không xâm hại người này được. Vì có Phật lực gia trì, Phật quang phổ chiếu làm cho tâm người đó phải xoay chuyển, phải thay đổi. Tin như vậy. Chúng tôi có nghe một cái câu chuyện này. Cái chú này ổng, cái thời Việt Nam mình cũng chiến tranh, giặc Mỹ, giặc Pháp rồi họ đi chiến tranh. Nghe bà nội nói là con gặp những cái gì nguy biến con cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật cho bà nội nghe. Cứ thành tâm mà niệm như vậy đi thì tất cả những chuyện nguy biến, chuyện bất trắc, chuyện gì xảy ra rồi nó cũng tan biến hết. Ông nghe vậy bắt đầu ông niệm. Niệm mà nghe nói thì niệm thôi chứ không có chuyên nhất, không có thường xuyên nhớ mà niệm. Nhưng mà nhờ bà nội chỉ nói một câu như vậy mà cái lúc chiến dịch bắt đầu là ông sợ quá, ông sực nhớ đến cái câu bà nội nói, bắt đầu ông cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, sợ quá phải niệm ra tiếng thôi. Thì ông niệm như vậy thì không biết sao bao nhiêu người lính trốn dưới cái hầm máy bay, nó bay trên đó, nó quanh tạc, nó thả bom rầm 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 trên đó thì chui xuống hầm trốn. Khiến không biết làm sao tự nhiên cái tâm ông nó cứ nôn nao chui lên khỏi hầm. Vừa chui lên khỏi hầm đi 10 mét thì cái bom nó thả một cái rầm ngay cái hầm, nó chết queo hết trơn luôn. Có phải là cái sự cảm ứng Phật lực gia trì cho ông khi ông niệm Phật không? Ông về ông kể lại lúc trước ông gặp ông kiểu Phật màu nhiệm, quá màu nhiệm. Hỏi sao vậy? Ông kêu là bà nội nói niệm Phật và lúc đó sực nhớ là cái niệm ra tiếng thôi, sợ quá rồi. Rồi cuối cùng thì cái bơm nó nổ ngay cái hầm nó chết hết mà con không chết. Hỏi vậy rồi sau khi ông về bữa nay ông còn niệm không? Ông kêu cũng niệm ít thôi chứ không có bằng cái lúc sợ đó. Hiểu không? Hiểu cái lúc mình sợ mình mới niệm không? Gặp nguy biến mình mới niệm không? Thì người đó họ niệm chỉ để đối phó thôi. Còn cái người mà niệm Phật vãng sanh á, phải niệm thường xuyên, giống như cái lúc mà sợ lộ đạn nó nổ chết vậy đó. Niệm được không? Lý do gì mình niệm không được? Mình chưa sợ cái sanh tử nó đến với mình, giống như ông này là ổng sợ cái chết nó đến với mình cho nên thành ra ổng mới niệm Phật nó chuyên nhất được.
Còn mình chưa có thấy cái chết nó đến với mình, và mình chưa thấy cái khổ để đọa lạc vô tam đồ, cho nên mình chưa có niệm được. Cho nên ông Tổ nói cái người mà niệm Phật muốn đắc lực là phải sợ cái khổ mình đọa trong tam đồ ác đạo. Chút xíu nữa có cái đoạn thầy Nhuận Minh sẽ đọc, chúng tôi soạn ra chuyên đề những cái điều mà lúc lâm chung á, ở trong Tinh Hoa Lục rất hay. Trong đó Ấn Tổ mới nói rằng nếu mà thực sự mà sợ đọa tam ác đạo và cái chết nó đến với mình không biết lúc nào, và mà nếu nó đến với mình là mình chưa đủ vốn liếng vãng sanh, thì bây giờ mình phải tích lũy, thì người này niệm Phật rất là đắc lực. Đó là chúng ta nói vài cái câu chuyện cảm ứng như vậy. Khi cái người mà niệm Phật lúc lâm chung á, lắng nghe chỗ này quan trọng nè, thì cái người mà niệm Phật lúc lâm chung á, thì cái cảnh Tây Phương Cực Lạc hiện ra đó, thì đó là do tâm của họ thanh tịnh, tự tánh họ khế hợp với tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hiện ra. Và tự tánh Di Đà của họ cảm được tướng Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc. Như vậy không phải là lúc lâm chung chỉ có tâm mình biến hiện ra mà không có cảnh bên ngoài. Cái chỗ này thường có những người chấp lý phế sự, người ta hay bác cái chỗ này. Họ nói ngoài tâm không có cảnh, chỉ có tự tánh Di Đà thôi, không có tướng Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật Di Đà, vì tâm tịnh độ thôi chứ không có tướng Tây Phương ở Cực Lạc đâu. Đó là họ chấp lý phế sự. Thường những người họ tu lý, tu thiền họ hay nói cái chuyện này. Chúng ta mà không nắm vững văn sao và không nắm vững sự lý viên dung á, thì chúng ta bị họ gạt chúng ta mất. Cho nên Ấn Tổ mới nói, từ cái lúc bắt đầu tôi vào để xuất gia đó, thì vị nghiệp sư, tức là vị thầy xuất gia là sư phụ của Tổ sư Ấn Quang á, là cũng tu thiền tham cứu về bên thiền. Mà do Tổ sư Ấn Quang đọc kinh A-di-đà mà cảm được cái bộ kinh A-di-đà, và từ đó bắt đầu tu tịnh độ, không ai lay chuyển. Mà cái thời Ấn Tổ là hầu như họ tu thiền, họ chấp lý phế sự và không có tin pháp môn tịnh độ. Và Ngài nói không ai lay chuyển tôi được, dẫu cho có Phật Tổ Bồ Tát hiện thân mà bảo tôi là bỏ pháp môn tịnh độ, thì tôi cũng xin thưa rằng là đã có nhân duyên rồi, không bao giờ bỏ. Ngài là do đọc được của kinh A-di-đà, không ai truyền pháp cho Ngài pháp môn tịnh độ. Kinh khủng, chỉ có Tổ, các vị Bồ Tát ứng hiện Ngài mới được cái sự thù thắng này. Chứ còn riêng đối với phàm phu chúng ta, khi vừa vô xuất gia thì không biết con đường nào mà tu, ai chỉ đâu mình tu đó, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Như vậy lúc lâm chung thì Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương ứng hiện là do trong tâm của mình khế hợp với Đức Phật A Di Đà bên Tây Phương, và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc xuất hiện là do trong tâm của mình thanh tịnh tương ưng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên thành ra tướng và tánh nó tương đồng với nhau, tức sự tức lý nó tương đồng với nhau. Người niệm Phật lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn chính là chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao. Tuy chẳng lìa tâm tưởng nhưng cũng chẳng được nói đó chỉ là tâm tưởng biến hiện, chọn chẳng có chuyện Phật Thánh nghinh tiếp. Tâm tạo địa ngục thì lúc lâm chung tướng địa ngục sẽ hiện, tâm tạo cõi Phật thì lúc lâm chung tướng cõi Phật sẽ hiện. Cái chỗ này thấy sâu sắc hay. Tâm mình tạo địa ngục, tức là sân hận, bực bội, tức tối, làm 10 điều ác gọi là thượng ác, thân sắc sanh, trộm cắp tà dâm, miệng nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi, ý tham sân si. 10 điều ác này sâu dày gọi là thượng ác, thì lúc lâm chung cảnh địa ngục hiện ra, vì pháp giới tánh ở trong tâm mình đã xây dựng thành cái cõi trong tâm mình gọi là pháp giới tánh, thì lúc lâm chung pháp giới tướng nó cũng hiện ra để nghinh tiếp mình. Còn hiện tại mà mình xây dựng câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, gọi là xây dựng cái pháp giới tánh của Tây Phương Cực Lạc ở trong tâm của mình, thì lúc lâm chung tướng Tây Phương Cực Lạc hiện ra. Mà khi tướng Tây Phương Cực Lạc hiện ra thì Đức Phật A Di Đà cũng theo đó mà hiện ra luôn. Vì sao? Vì sao mà hiện tại mình xây dựng chưa có thành tựu được cái pháp giới tánh bên Tây Phương Cực Lạc chưa hiện ra được? Là do cái công phu mình còn yếu kém, do mình vướng mắc trong cái cõi này, và do mình vướng mắc nơi cái thân giả huyễn này, bệnh chút, đau một chút, buồn chút, chấp chặt khừ trong đó, không biết nó là giả. Đó, như ông cụ Quyến ở nhà vừa lên trên xe cái là gì, tâm trạng khác liền, thì tất cả những ý niệm sợ sệt nó là giả.
nhưng mà không có cái pháp tu, không có người trợ duyên và không có cái cảnh để mà ông vào thì nó là thiệt đó. Và cảnh địa ngục nó là thiệt đó, họ vào ở trong đó, họ ở trong đó. Nói tướng tùy tâm hiện thì được, còn bảo chỉ có tâm không cảnh thì chẳng thể được. Chỉ có tâm không cảnh thì là bậc đại giác Thế Tôn đã viên chứng di tâm, nói ra thì mới có thể chẳng mắc lỗi gì. Nếu các hạ nói sẽ đọa vào đoạn diệt tri kiến thì sẽ là tà thiết phá hội pháp môn tu chứng của Như Lai, chẳng thể không thận trọng được. Có một số những người họ nói rằng là tướng do tâm hiện, cái tướng của mình đây nè, đẹp xấu, lùng hô súng, cao thấp đều từ tâm mình biến hiện hết. Đến nỗi cái tướng của người cõi trời cũng do tâm biến hiện. Cái tướng ở địa ngục bây giờ làm loài quỷ đói như bà Thanh Đề cũng do tâm biến hiện hết. Nhất thiết di tâm tạo, tướng do tâm hiện. Nhưng mà nếu mà ngoài tâm không có cảnh á, thì thực sự đó là các vị đã tu chứng, như các vị Bồ Tát Đẳng Giác, ngài vì cái nguyện lực ngài đến cái cảnh đó, ngài độ sanh, rồi ngài dùng nguyện lực ngài đi cái cảnh khác thì ngài thấy cảnh đó là giả. Còn đối với phàm phu chúng ta thì ở trong cảnh nào là vướng mắc cảnh đó, sanh vô trong bụng mẹ rồi chui ra cảnh này thấy thiệt không, nhà cửa là thiệt không, ăn uống là thiệt hết không? Mà thực sự nó thiệt trong hiện tại thôi, vài năm nữa thọ mạng hết thì nó ra đi, không phải là thiệt nữa đúng không? Mà lúc ra đi mới thấy không phải là thiệt, cái thân này là giả. Hôm qua có một cái cô đó bị ung thư phổi, nó có di căn lên trên não. Chúng tôi vừa lên một cái cổ thở phi phèo, mà thân thể còn mập khỏe lắm, nhưng mà tinh thần coi như là xuống cấp trầm trọng luôn à. Cô nói: sư phụ ơi, con muốn lên trên phòng hộ niệm, mà giờ con gặp được sư phụ rồi con mừng quá. Mà gia đình chở từ ở Sài Gòn đi xe cấp cứu, mới lên hồi khuya 12 giờ hôm qua, mà cô này cũng đặc biệt. Khi mà gặp thầy Tuệ, cái thầy Tuệ cũng không biết cần cái gì mà cô kêu một hai gặp sư phụ, gặp chúng tôi thì kêu bây giờ đứa em nó bị ung thư, bác sĩ chê bỏ rồi, không có thể chữa được, bây giờ xin sư phụ lên trên phòng hộ niệm, nó thích lên phòng hộ niệm lắm. Chúng tôi sắp xếp gọi liền cho chú Hiền với thầy Thiện xong cái là chuẩn bị. Xong đó là chúng tôi lo công việc gì quên, cái 9 giờ tối cổ điện lên, lúc đó 8 giờ 7 giờ mấy thì thầy Tuệ đang công phu xuống thấy cuộc gọi nhở. Chúng tôi thường là buổi tối đi xung quanh vòng vòng cái thất để thường buổi tối là niệm Quan Âm, không 4-5 giờ chiều là niệm Quan Âm cho đến vô giấc ngủ luôn. Còn buổi sáng mà vừa thức dậy bắt đầu niệm Phật Di Đà, vì Ấn Tổ nói là 10.000 câu Di Đà là phải 5.000 câu Quan Âm á, cho nên buổi tối là thường hay niệm Quan Âm, hay đi vòng vòng xung quanh cái thất để niệm. Tự nhiên sao khiến sau đó đi qua bên cái phòng 8 phòng qua bên chỗ thầy Tuệ. Vừa qua chỗ thầy Tuệ, thầy Tuệ vừa ở trong toilet đi ra cái kêu sư phụ có cô có gọi nè, kêu đưa coi. Gọi cái là xe cấp cứu bắt đầu chạy lên rồi, nhưng mà chưa liên lạc được với ai. Bởi vì gọi thì Tuệ thì coi như là thầy đang công phu rồi, họ coi như đưa lên nhưng mà chưa biết ai. Chúng tôi gặp, chúng tôi hỏi giờ lên tới đâu, kêu lên tới Tân Phú, Đồng Nai rồi. Chúng tôi mới gọi lên chùa, mấy điện thoại với thầy lúc 9 giờ là cúp hết rồi, hoặc là để trong học rồi. Bảo vệ có, chúng tôi nói bảo vệ sắp xếp lên, kêu mấy thầy sắp xếp giường hết. Họ lên tới nơi là 11 giờ mấy, 12 giờ, họ đưa cổ vô. Mà cổ nhìn thấy còn mập mạp như vậy mà tinh thần xuống cấp hết rồi. Chúng tôi có nói: hiện tại cô thấy cái thân này là thiệt, cô nên cô mới khổ. Cô nhìn lại đi, trước khi có cái thân này thì là một cái thân tư tưởng, nó chui vô trong cái bụng của người mẹ. Nhờ tin cha hiếp mẹ bây giờ cô có được cái thân này. Nó là giả, nó không có thiệt. Mà do cô hốt hoảng, cô khổ đau quá, cô thấy nó là thiệt. Bây giờ cô thấy nó là giả đi. Mà nếu mà cô không thấy được là giả thì khi cô chết rồi cô mới thấy nó là giả rồi đó. Thì lúc đó muộn lắm. Ngồi nói chuyện 15 phút với cổ xong, cổ nói: như vậy bây giờ con buông xuống, con không còn suy nghĩ gì hết. Có đứa con nuôi đứng đó hỏi giờ đi có nhớ nó không. Kêu, con mà Phật Di Đà đến là con đi, con không nhìn mặt nó luôn, con ghét nó lắm. Kêu, nếu mà ghét luôn Phật cũng không rước. Còn hỏi sao vậy? Cái tâm mà ghét mà chê đó là cái tâm của phàm phu, không cảm được cái tâm Phật, ngăn cách cùng Phật rồi Phật không rước. Mà thương nó quá thì Phật cũng không rước. Mà tâm trạng của chúng sanh là thương và ghét, hai cái tâm trạng này cực kỳ mãnh liệt. Thương đó là tâm ái nhiễm, nó sâu dày ở trong này rồi, gọi là tâm tham ái, nó thuộc là tư hoặc, rất khó đoạn trừ. Rồi cái tâm ghét nó là cái tâm sân hận, bực bội, tức tối. Hai cái tâm này nó ngăn cách cùng Phật, không cảm ứng được với Phật, cho nên thành ra ra đi không được. Cô nghe cô nói vậy giờ lại tâm gì? Chỉ có tâm niệm Phật.
Con kêu vậy thôi, con quyết định con ra đi. Ừ, ra đi đi, chứ còn gì đâu nữa. Bác sĩ chê rồi, nếu mà bác sĩ mà chữa được thì thôi ở dưới đó cho rồi. Đổi cái nói một chập rồi, con kêu giờ làm sao cho con đi được. Thì cái chỗ giờ mà đi gì nữa, nằm liền một chỗ rồi thì cái thân này nó đã giả rồi, thì bỏ luôn khỏi phải đi. Nằm niệm cũng được mà đâu có sao. Cô nghe một chập cái là cô tỉnh, cái nghĩa là cái tâm trạng mà khó chịu mà cô vô cái môi của cái giật cô khó chịu, có nghĩa là cái tâm lý nó sợ hãi quá đó. Mà nghe bác sĩ là nói là coi như đã giai đoạn cuối rồi đó, và nó di căn rồi đó, là hoảng hốt liền, víu liền. Nhưng mà lên mà chúng tôi nói xong cái là bắt đầu nhận diện được là thôi bỏ nó. Mà thường chúng sanh mình thấy là bỏ là mất luôn, không còn cái thân gì nữa hết. Không biết là sau khi cái thân này, cái tâm thức này ra khỏi cái thân này thì bây giờ nó là gì, cho nên không có định hướng được. Chứ nếu mà thực sự định hướng được là về Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật A Di Đà theo Phật, thì cái người này an vui vô cùng, đúng không? Giờ thầy Minh sẽ đọc thi kệ tóc yếu Lâm Chung tiếp dẫn lắng nghe nha. Hay, cực kỳ hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc lời vàng thi kệ tóc yếu của Tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Đại sư Ấn Quang, Tổ Tịnh Độ Tông thứ 13, khai thị pháp ngữ lời vàng thi kệ tóc yếu, những điều thiết yếu lúc người thân lâm chung. Cửa ải lúc lâm chung muôn vàng khẩn thiết, như người bệnh một mình trèo dốc núi cao, chân tay rã rời thần thức tựa chim bao, cảnh ly biệt bồi hồi giây phút cuối, lòng bấn loạn nghe bên tai inh ỏi, tiếng kêu gào than trách của người thân, như sức kiệt hơi mòn lại thêm đá đeo chân, tiếng than khóc ví ngàn cân gồng gánh, lúc tắm gội thân đau như bị đánh, lòng trong mong nghe được tiếng từ bi. Bởi vậy cho nên hàng quyến thuộc trong già phải khắc ghi câu Phật hiệu trợ duyên là cần thiết, chớ dùng chữ tình trói người bên bờ cõi chết, thay vì thoát ly lại vướng vít chốn thế gian. Người lâm chung khó gìn giữ chánh tâm, quyến thuộc như vậy khác gì oan gia đối mập. Phật dạy con người có 8 loại thức. 5 thức đầu là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, 3 thức sau là ý mạc na tàn. Khi thọ thân tàn là thức đến trước, khi thọ tử tàn lại đi sau cuối. Một linh hồn là tiếng của thế gian, tàn thức chưa đi, khi người dứt hơi tàn, cho đến lúc toàn thân đều lạnh giá, thức hơi ấm và thọ mạng cùng nương gá. Người còn ấm, tức tàn thức vẫn nơi thân, tàn thức còn, tức thọ mạng chưa cùng, nên có kẻ chết đi rồi sống lại. Việc tống tán trong hai bên tăng tục, vừa mất đốt chôn liền thì quá vội vàng thay. Theo phong tục Nho Gia để đến 3 ngày, vì giữ lễ và cũng vì tàn thức. Lúc toàn thân lạnh giá phải chờ đúng lúc, có thể dùng nước nóng đắp trên thân. Trong tất cả mọi thời đều nên niệm Phật danh, quyến thuộc tại gia, xuất gia đều nên ghi nhớ. Trong 49 ngày và về sau cũng không bỏ, niệm Phật trợ duyên là việc trọng đại thay. Chớ để hết tâm hồn vào chuyện ma chay, tụng kinh rất quý, nhưng lúc này nên niệm Phật. Lúc dỗ kỵ, cháu con thường quên lãng, niệm Phật danh hồi hướng kẻ qua đời. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, đâu biết được chốn nào hồn phiêu bạc. Liên Trì Đại Sư nói, trong năm thường phải truy tiếng người đã khuất, còn cháu hiện đời gieo cấy thiện căn, niệm Phật trì kinh mở rộng bi tâm, hồi hướng khắp cả 10 phương pháp giới. Bi đát thay chúng sanh trong các cõi, sanh thì vui, tử thì hận, có biết đâu, lúc sống trên đời không sắp xếp chỗ về sau. 10 pháp giới chốn nào tâm an trú, kẻ thích xa hoa
dặn dò hậu sự, con cháu lăng xăng, tan phục rộn ràng, không biết lắng lòng, khiến thần thức khinh an, lại dùng tang sự để bày trò náo nhiệt. Người thế gian có sanh thì có diệt, tâm chẳng nên nối tiếc oán trời người, tang tế không nên dùng cá thịt theo đời, dân Phật hương hoa đãi người chay lạc, tâm chuyên chú vào hồng danh Đức Phật, nếu có của tiền thì bố thí tạo phước ân, hồi hướng người quá cố được hưởng chung, đó mới gọi là người tròn đạo hiếu. Trong 49 ngày ăn chay niệm Phật hiệu, thấy người tưởng mình hãy buông xuống vạn duyên, lúc ốm đau không niệm chuyện tư riêng, trì thánh hiệu tưởng như cầu tiếp dẫn, nếu tuổi thọ chưa đến thời cùng tận, nghiệp tiêu trừ sức khỏe lại phục hồi, nếu đã xong nhân quả trọn một đời, tâm không tạp loạn hẳn vãng sanh lạc quốc, nếu chẳng hướng tâm niệm danh Đức Phật, chỉ mong cầu bệnh tật được tiêu trừ, nếu chẳng phải là người phước báo có dư, bệnh không giảm, tâm cuồng làm thân khổ, nếu là người thọ mạng đà tận số, nghiệp đưa đường chìm đắm cõi mê tâm, trợ niệm vãng sanh là thành tựu chánh nhân, trong cõi tục đà vẹn toàn Phật sự, là công đức đoạn tuyệt vòng sanh tử, phước báo tầm thường há dám sánh vai. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm trước chúng tôi gửi văn sao qua bên Pháp mà gửi bằng con đường email, bởi vì gia đình của sư cô Hạnh Hải, cô xuất gia với sư ông Hưng Thiền ở Đồng Tháp, khi có một người bạn là sư cô Phú đọc văn sao của thích quá, của nói hay quá, được công quyển biết là tục biên hay tam biên gì đó mà cô thích quá. Mà lúc đó sư cô Hạnh Hải cô chưa có nghe chúng tôi nói thì cô cũng thấy sư cô tán thán vậy thôi. Sau khi đó cô về bên Pháp rồi bắt đầu cô coi lại đĩa chúng tôi, xong đó bắt đầu chúng tôi mới gửi qua email cho cô đọc, hay gửi một bộ văn sao đầy đủ hết bằng sách đó, tục biên tam biên cho người bạn của sư cô ở Đà Nẵng, để chừng có điều kiện ai đi qua hoặc gửi bằng cách nào đã gửi qua bên Pháp. Sư cô ở Đà Nẵng coi vô cũng thích quá chừng. Cô mới nói là thầy Minh đọc cái giọng truyền cảm mà văn sao lưu truyền, gọi là lưu truyền thiện thư này cho nhiều người, phải nói là công đức vô lượng. Thấy không? Một đoạn ở trong văn sao ngày viết cái văn trường hàng, tức là viết từng đoạn đó thì rất dài, đọc nhiều lúc ngán, nhưng mà ngày cô động lại tốt yếu bao nhiêu chữ trong này thôi, thành thơ rất là gọn, nhưng mà cái ý nghĩa rất là sâu xa, rất là thù thắng, rất là hay. Cho nên thành ra cái công đức mà lưu truyền thiện thư là công đức bậc nhất. Thiện thư đó là pháp bảo mà lưu truyền cho nhiều người, người ta nghe để người ta biết, người ta tính tâm. Cũng như là cô Thiên Hương mà cô không có biết đến hộ niệm, không biết đến đạo tràng niệm Phật, làm sao cô khởi niệm đưa cha vào đây. Rồi cái cô mà hồi tối hôm kia cô đưa lên mà sáng hôm qua cho tôi lên gặp, cô cũng coi những cái đĩa này, coi một số những cái đĩa hộ niệm, coi thầy Minh đọc về những lá thư mà trợ niệm lúc lâm chung. Cho nên ra họ mới khởi được tính tâm. Rất quan trọng lưu truyền thiện thư, rất quan trọng. Thì ở trong này tổ sư Ấn Quang nói có ba cái điều mà mình phải nên biết, đó là hơi thở, là thọ mạng, hơi ấm và tâm thức. Ba cái này là một. Khi mình hơi thở là hết rồi, tức là tắt thở rồi, thì thọ mạng mình được gọi là hết, là chết. Nhưng mà nó cũng chưa phải là hoàn toàn diệt đi và tâm thức ra khỏi, nó còn hơi ấm. Còn hơi ấm. Và khi hơi ấm nó lạnh từ trên đầu lạnh xuống và không còn chỗ lạnh nữa. Nếu mà lạnh trên đầu đó thì người này được sanh về cõi lành, cõi Phật. Trán sanh thiên, ngực sanh người, bụng ngạ quỷ, đầu gối, súc sanh và lòng bàn chân địa ngục. Theo như hơi ấm nó tốt ra đó, trong cơ thể mà Ấn Tổ cũng có nói đến cái việc này. Thì khi mà hơi ấm ra hết, con người lạnh tâm,
Thì tâm thức là ai là gia thức, sau cùng nó ra luôn. Thì cái thân này bây giờ đốt thiêu hay là mình thay quần thay áo hay là làm cái gì đó dời động thì họ không có bực tức nữa. Mà thường thì có người thì 12 tiếng, có người là 24. Có những người họ quyến luyến cái thân của họ, họ rất lâu ra, họ chưa biết họ chết. Họ chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô, họ nhìn thấy cái thân họ đồng đống vậy đó, mà họ nghĩ là họ vẫn còn sống. Như mình ngủ trong giấc mơ đó, mình đi vòng vòng, cái nhiều lúc mình nhìn vô thấy cái thân mình nghĩ là mình là trong giấc ngủ thôi chứ chưa phải là chết nữa. Như vậy thì để đến lúc nào mà mình tắm rửa lau chùi được và dời động được, khiêng vào trong áo quan được, tệ nhất là 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta nói thực sự là ít nhất là 24 tiếng đồng hồ. Ấn Tổ thì kêu 12 tiếng, 8 tiếng, chứ thực ra Ngài nói càng lâu càng tốt, không có hôi thối gì đâu. Giờ lắng nghe này, cái mấu chốt cái chỗ này quan trọng hôm nay với nhà muốn chia sẻ với mọi người nè. Cái người mà muốn vãng sanh thì lúc bình thường họ phải làm sao giữ được cái tịnh niệm. Ấn Tổ nói quan trọng ở chỗ này. Tịnh niệm tức là tâm mình niệm được danh hiệu Phật được liên tục. Tịnh niệm tương kế, tức là danh hiệu Phật phải niệm làm sao cho liên tục được. Thì hồi sáng hôm qua Giáng Nhàn cái chia sẻ với đại chúng ở dưới này, cái câu mà Ấn Tổ nói là từ tâm khởi lên Nam Mô Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, cái tiếng, cái âm thanh đó là thoát ra khỏi miệng. Nam Mô Di Đà Phật nè, nó thoát ra khỏi miệng rồi nó lọt vào trong tai mình. Cứ như vậy mà niệm, một câu cũng như vậy mà trăm ngàn câu cũng như vậy. Mà nếu mình niệm liên tục mà lớn tiếng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì niệm như vậy là tổn khí, không bền được mà sanh ra bệnh. Mà Ngài chỉ cho mình cái cách để mà mình làm sao đó giữ được câu Phật hiệu. Thầm nhép môi, thường giữ cách này là bền nhất. Mà khi nó vừa chớm mệt mình biết là bắt đầu quay vô tâm. Trong tâm thì bốn chữ, mình niệm ra hơi ra tiếng, người bên cạnh không nghe gọi là kim can trì. Nam Mô A Di Đà Phật. Có cái anh chàng bên Úc, chúng tôi đặt pháp danh là Đức Thiện. Anh kể nhìn thấy tội nghiệp vô cùng. Từ bên Việt Nam mẹ cũng dắt đi chùa, qua bên Úc có vợ, vợ cũng không có tính tâm lắm. Kêu để làm bàn thờ, vợ kêu thôi từ từ, để đi về Việt Nam có dịp nào đó, hoặc giả nhờ người thỉnh Phật qua nó rẻ cho bên Úc bán mắc lắm. Mà anh cũng để dành tiền, anh làm bánh mì vậy. Anh để dành tiền, bữa đó anh ra anh định mua tượng Phật đẹp lắm, 800 đô một tượng, vợ cản không cho mua. Ông buồn quá về không biết làm sao, ông tìm cái bó nhang á, ông lấy. Thường bó nhang người ta in tờ giấy trong bó nhang Di Đà, Quan Âm, Thế Chí á, Tâm Thánh á, anh về anh dán trên cái bình bông á, ngày anh lại. Mà cái nhà cũng không có cái phòng rộng để mà làm được cái bàn thờ, ông lấy cái miếng miếng kiến á, để ra vậy, xong rồi để mấy bình bông với bát hương, một tượng Quan Âm chút xíu, một siêu với thêm Tâm Thánh á, là ông để lên trên, dán lên bình bông. Hằng ngày lại tha thiết cầu nguyện. Thời gian sau biết sao tự nhiên vợ dẫn đi ra, cái bà vợ mới kêu: "Ô, tượng Phật này đẹp quá nè. Khoảng như vậy mà bằng sành. Tượng Phật này đẹp quá chừng nè, thôi anh thỉnh ba tượng Phật Di Đà Quan Âm Thế Chí này đi, hôm bữa anh thỉnh 800 mắc lắm, tượng này 200 rẻ nè." Anh thấy vợ chịu thì anh mừng quá rồi, anh thích rồi, anh thỉnh, anh đi tới anh gặp cái bàn nữa, thấy cái bàn đẹp quá, rồi vợ cũng đồng ý luôn. Rồi cuối cùng anh thầm, anh kêu công nhận Phật giấy dán trên bình bông linh thiệt, nhờ cầu nguyện vậy mà bà vợ chịu cho mua Tâm Thánh với cái bàn. Trời ơi, mừng, mừng trong lòng, mừng mừng quá chừng, mừng về nhà, cái bắt đầu anh mới kêu bây giờ Phật trước khi thỉnh lên bàn thờ phải làm sao? Lâu đồ mình lâu chùi Phật, sợ Phật có lạnh không? Lâu có được không? Không cung kính mà không cung kính. Không lâu Phật mà không sợ Phật lạnh, Phật ướt rồi nữa. Kêu không sao, ông dắt khô ông lâu thiệt, để lên trên đó. Ông kêu vậy có cần an vị không? Kêu không cần an vị. Hôm trước nghe thầy cái đĩa mà nói về tỉnh thất tư gia của cô Thiền Hạnh, kêu có. Con nghe thầy nói là có quý thầy đến an vị cũng được, mà mình tự mình làm lễ mình tu một thời cũng được. Anh nghe vậy là anh để lên anh tu. Anh kêu là trời, có bằng Phật nó mừng hơn tiền của, hơn vàng bạc. Ngày đi làm là về là nhớ chạy vô bằng phòng thờ. Rồi bà vợ bị bệnh á, kêu trời thầy Nhàn nói niệm Quan Âm hết, niệm đi. Bà vợ cũng nghe bởi niệm cũng hết. Xong bà vợ tối nằm ngủ nói anh, hình như Phật bắt em phải làm chuyện này anh. Chắc là do anh kêu Phật hay sao, tự nhiên động lực nào bắt em phải ra để mà thỉnh ba tượng Phật với thỉnh cái bàn về cho anh. Em nghĩ ngộ, tự nhiên đi ra thôi chứ không có ý định tự ở nhà.
Thì anh có nói là cái cách của thầy chỉ là niệm trong tâm bốn chữ, rồi niệm thầm nhép môi, rồi niệm ra tiếng nhỏ, rồi niệm lớn, hay thiệt là hay. Lúc trước con không biết cái cách nào mà để niệm, niệm ra tiếng chập cái nó mệt. Rồi niệm trong tâm nó nhạt nhè, mình không có thường xuyên tập nó cũng rõ ràng. Cho nên cái cách mà thầy nói của Ấn Tổ là niệm tịnh niệm, là niệm bốn cách, nó thiệt là hay. Anh tán thán. Hỏi có pháp danh kia kia chưa? Có đặt pháp danh là Đức Thiện. Mừng quá chừng. Ông kêu con chừng con cái, vợ con đã xong xuôi hết rồi, cuối đời con về chùa thầy con niệm Phật để con giáng sanh cho rồi. Ở bên này nhiều lúc không có chùa tu tịnh độ, con vợ nó cứ cản tới cản lui, nó mệt thiệt cái chứ. Biết lúc lúc chưa có vợ mà gặp chùa thầy con đi tu cho nó rồi. Thì bây giờ cái cách giữ tịnh niệm thì sao? Chúng ta cảm được cái câu này của Ấn Tổ nè. Muốn tâm mình được tịnh niệm không rời Phật thì miệng không rời niệm. Dẫu cho niệm trong tâm thì tai mình cũng nghe cái tiếng của mình niệm trong tâm. Mà cái này thì hơi khó. Nếu mà mình đứng một chỗ, mình đứng trước bàn Phật, mình lễ Phật thì mình niệm trong tâm nó rõ ràng. Một câu trong mấy Nam Mô A Di Đà Phật đúng không? Thì mình cũng đứng trước bàn Phật trang nghiêm, thấy như là Phật thiệt đứng trước mặt mình. Mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm á. Mà hít thở cho sâu vô, mình tập trung mình niệm thì sáu chữ rất rõ ràng trong tâm. Thì Ấn Tổ nói là lễ Phật nên là niệm trong tâm. Bởi vì khi mà cái thân mình lên xuống nó mệt, mà mình niệm cái khí lực mình nó ra, là cái hơi mình ra nó mệt nữa, cái mình quải, mình mệt là mình chán, mình muốn bỏ, mình không có công phu, vô công phu được. Mà mình thấy cái niệm nó không có an vui, bởi vì thân mình lên xuống nó mệt, còn hơi hám nó ra nữa thì nó càng mệt thêm. Cho nên thành ra lễ Phật thì niệm trong tâm thì bền bỉ dai vô cùng. Thường buổi sáng chúng tôi khoảng 3:30-4 giờ chúng tôi tụng buổi kinh Di Đà, xong bắt đầu ngồi thì niệm ra tiếng được. Ấn Tổ nói đi kinh hành với lại là ngồi á, thì cái thân mình nó không có mệt thì niệm ra tiếng được. Ví dụ một câu trong mấy Nam Mô Di Đà Phật thì mình niệm một câu, nó không có tổn khí mà mình vẫn nghe mà vẫn niệm được luôn. Hai câu đó là trọn vẹn luôn đó. Mà mình chỉ niệm một câu thôi, mà mình được hai câu là mình nghe một câu, mình niệm một câu thì ra tiếng được. Rồi đi kinh hành thì ra tiếng được. Nhưng mà lễ đó thì Ấn Tổ nó nên niệm trong tâm. Thì thường mà buổi chiều chúng tôi mà vô công phu buổi tối là nó hay mệt, bởi vì mình ra cái công trình mình thuyết pháp nói chuyện nó mệt á, mà niệm thầm ra hơi hoặc ra tiếng nó đuối. Khoảng 20 phút là ráng, cực kỳ ráng luôn á. Ráng lắm mới được 20 phút. Nhưng mà nếu niệm trong tâm thì nửa tiếng thành vấn đề. Lạ. Niệm trong tâm nửa tiếng không thành vấn đề. Là vì sao vậy? Bởi vì cái thân mình nó đang lên xuống nó mệt, nhưng mà khí lực nó không có hao, tâm lực mình nhiếp được câu Phật hiệu, tự nhiên nó thích nó niệm mà. Nhưng mà không hiểu làm sao, không hiểu làm sao mà cô Dung với cô Vi á, cô quen rồi. Mỗi ngày cô lạy 500 lạy, 1 tiếng 15 phút, có khi 1 tiếng 20 phút. 500 lạy ngũ bánh danh á, mỗi ngày lạy 500 lạy. Hỏi đọc ra tiếng không? Ra tiếng. Trời ơi, cô này kinh khủng như vậy. Cô nói, đáng lẽ con không gặp sư phụ rồi, hỏi sao vậy? Con đi ra cái xe nó chạy, nó tông con một cái con bay lên như phim vậy. Bay lên rớt cái bịch xuống, không bị gì hết trơn. Mới lại Bồ Tát Quan Âm xong từ nhà cổ qua nhà cô Vi thăm, nó tông cổ bay lên giống như là chiếu phim vậy, mà không sao chứ. Kinh khủng như vậy. Thì nói tóm lại thì cái cách mà Tổ sư Ấn Quang dùng thì Ngài nói rằng là đi đứng nằm ngồi, mọi thời mọi lúc, có khi tiếp khách luôn á, nghe người ta nói mà vẫn niệm Phật được trong tâm. Kinh khủng không? Vô tắm rửa, vô nhà vệ sinh niệm trong tâm, và mọi lúc mọi nơi đều niệm được hết. Trừ trường hợp tính sổ thôi. Ghê chưa? Giữ cái tịnh niệm như vậy đó. Thì lâu ngày chày tháng thì cái tịnh niệm này nó mới trở thành tịnh nghiệp được. Lắng nghe chỗ này. Cái tịnh niệm mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật lâu ngày chày tháng mà giữ được thường xuyên như vậy á, thì tịnh nghiệp nó thành tựu. Tịnh nghiệp đó là gì? Tịnh nghiệp đó là thiện căn phước đức nhân duyên tính hạnh nguyện đầy đủ. Còn cái tịnh niệm này tức là cái pháp môn mà mình hành trì, là cái hạnh đó nó giữ được thường xuyên. Hành trì nó thường xuyên thuộc về hạnh. Nhưng mà hạnh thường xuyên niệm và thường xuyên để mà nguyện vãng sanh. Thường xuyên thì thực sự là buổi sáng một lần với buổi chiều một lần là đủ. Thường Ấn Tổ Ngài nói sáng chiều đến trước bàn Phật để mà phát nguyện vãng sanh. Mà phát phải từ tâm mình phát ra, chứ không phải đọc trong văn xuôi. Đọc trong văn mình đọc xuông á, thì cũng không phải là phát nguyện đâu. Thực sự mình muốn về Tây Phương Cực Lạc. Có một cô tên này là Tâm Hân, của bên Tiệp Khắc, Cộng hòa Séc.
tối hôm qua cô gọi về, cô cũng phát tâm cúng dường. Cô mới nói rằng là con đi dạo chơi ở cõi này, con xuống cõi này con dạo chơi con thấy nguy hiểm quá. Thực ra nói xuống cũng không phải, mà do nghiệp nó dẫn mình đi vào trong cõi này con thấy nguy hiểm. Mà mỗi lần cái tâm con mà nó khởi lên một cái tâm niệm ái hoặc tâm nguyện quyến liếng gì đó, ví dụ tâm niệm ái đi, ái chồng, ái con, ái gì đó, bắt đầu con quán cái bộ xương trắng. Họ thành một cái bộ xương mà con nói tự nhiên, con có hành trì tự nhiên nó làm cho mình ấn tượng nha. Tự nhiên mình suy nghĩ, mình suy nghĩ mà không phải là mình quán để mình nghĩ xấu người đó, mà mình quán để mình trừ khử được cái tâm tham chấp của mình, tham chấp về cái thân mình, tham chấp về cái thân của người khác. Quán sao? Nhìn họ thấy là một bộ xương sọ, từ trên đầu xương sọ mắt nó vô trong một cái lỗ thiệt sâu, rồi thịt đồ, tóc đồ nó tiêu tan hết rồi, một cái xương sọ rồi. Quý vị biết cái xương sọ người ta đó, thường mình không nhìn trực tiếp mà trên mạng nó có những cái xương sọ, rồi toàn bộ cơ thể là một bộ xương, dồi tựa nó ở trong đó. Quán bất tịnh rất cần thiết. Mỗi lần mà tâm con khởi lên thâm đắm cái gì là con quét qua một cái ý niệm là bộ xương sọ, và toàn thân là một bộ xương, nhìn thấy kinh hãi liền. Quán cho sâu thì thấy thân đó bất tịnh, và chán ghét cái thân này và không thích cái thân này để mình về Tây Phương Cực Lạc, thì cái pháp này cực kỳ hay, gọi là pháp quán bất tịnh để trừ cái thâm đắm cái thân này và thân tham chấp cái thân của người khác. Rất là hay. Ấn Tổ mới nói là quán bất tịnh, quán người đó là người thân, là cha mẹ anh em ruột thịt của mình, phải còn những cái trợ hạnh đó. Bây giờ chúng tôi nói qua cái phần cái người niệm Phật cần phải có những cái trợ hạnh và chánh hạnh, và biết cái gì là trợ hạnh, cái gì là chánh hạnh. Trợ hạnh là gì? Trong cái hộ niệm này phải cần có người để túc trực trợ niệm cho mình 24/24. Đây là một cái loại trợ hạnh rất cần thiết cho người niệm Phật để lúc vãng sanh. Cái trợ hạnh thứ hai là cái lúc mà ra đi đó là mình phải có điều kiện được như trong thi kệ tất yếu, là làm phước để hồi hướng cho họ, nhất là cái vấn đề phóng sanh. Thêm bên cạnh đó là in kinh, in tượng Phật. Thêm bên cạnh đó nữa là mình giúp đỡ những người nghèo, những người thiếu thốn, lấy cái phước báu đó hồi hướng cho họ. Đó là những cái trợ hạnh. Rồi trì thêm chú đại bi, lấy nước cho người đó uống. Trong văn sao Ấn Tổ có cái gia đình đó, cái bà đã hôn mê rồi, rồi người con đến xin Ấn Tổ trì đại bi, thì ngài trì có ba biến đem về cho bà uống bà tỉnh ra. Hay thiệt, công nhận thần chú đại bi nó rất là màu nhiệm. Ai thường giữ thần chú đại bi dù 25 biến, hoặc là 50 biến, hoặc 75 biến, hoặc có người 108, thì nếu mà mình giữ thường ngày như vậy là cái tâm mình tu nó không có thối chuyển. Để ý đi, hôm trước chúng tôi ra công trình nhiều, còn lại có 25 biến à. Hoặc có bữa có, bữa không, tự nhiên thấy cái công phu của mình nó bắt đầu nó thối chuyển. Nó vô công phu nó hơi ngán. Và cái sức mình niệm Phật bắt đầu nó giảm lòng, sợ giật mình. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang ngày giữ thần chú đại bi là như vậy. Thường giữ thần chú đại bi 50 biến, 75 biến hoặc 25 biến mà đều như vậy đó, cái công phu mình không bị xuống. Để đi. Còn cái công phu mình niệm Phật thì tự nhiên nhiều lúc mình có thời gian mình niệm nhiều, còn không có thì mình niệm ít. Cho nên thành ra nó cứ bấp bênh, công phu nó lên xuống, nó thối chuyển. Cho nên ra là thần chú đại bi để giữ bồ đề tâm không thối chuyển và không bị đọa lạc trong tam ác đạo. Người đó dẫu cho tụng có 5 biến một ngày mà họ suốt đời không bỏ, thì người này không đọa ba ác đạo. Thần chú đại bi do nguyện lực của Bồ Tát Thiên Thủ là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, ngài có cái nguyện vậy mà. Cho nên không bỏ thần chú đại bi. Bữa nay là buổi chiều, vừa bận biểu gì đi nữa phải sắp xếp là 2 giờ, trễ lắm là 2 rưỡi phải là 50 biến. Buổi sáng là 25 nữa, 75, coi như bằng với Ấn Tổ là 75 hoặc 50 hoặc 25. Hoặc giả có người 25 hoặc là 50, như chú Tiến đây ổng 50 hoặc 54, giữ như vậy đều không bỏ. Thì mình thấy cái công phu của mình nó cứ giữ chừng mực đó nó lên chứ không có xuống. Coi đi, coi thử coi. Có nhiều người người ta nói chỉ có niệm Phật được rồi, thêm thần chú đại bi sen tạp cần gì. Thế mà cái công phu nó cứ bấp bên, niệm Phật có bữa có bữa không. Không giữ được cái công phu niệm Phật cho nên thối chuyển. Cho nên là Ấn Tổ ngày trì thần chú đại bi có cái ý của ngài trong đó. Mà chúng tôi nghiệm ra trong văn sao ngài có nói về cái việc trì thần chú đại bi để giữ bồ đề tâm và không đọa ba ác đạo. Lấy cái gốc này mình giữ trước nên gây ra nè. Rồi niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để trong giấc ngủ cũng an bình. Rồi những cái nguyện của mình làm những công việc Phật sự đó, vì lợi người đó, thì nó rất nhanh thành tựu. Nó suôn sẻ lắm. Còn lắm. Ví dụ như giờ cô
Thiện hạnh là cô Phi có ngồi đây, có người con trai là anh Kiên, muốn cho người con trai nó ngoan, hoặc nó lập được gia đình, hoặc giả là nó có được sự nghiệp, cần chứ, ai cũng phải có cuộc sống cần chứ, đúng không? Thì nguyện Bồ Tát Quan Âm tha thiết niệm cầu nguyện Ngài, cái người phụ với mình, người gia hộ cho mình lại được cái nguyện đã thành tựu, để cho mình rảnh đường mình tu, nó không có khuấy phá mình. Hoặc giả là ở đây có cái tâm nguyện để mà làm những công việc Phật sự gì đó, tự nhiên là cầu nguyện Đức Bồ Tát Quan Âm thì lại nhanh. Nói như vậy không phải là Phật không gia trì, không có lòng từ bi, không có gia hộ, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm cái nguyện của Ngài cảm ứng nó nhanh hơn, ứng hiện trong sát na tức thì luôn. Đó, giờ con trong cuộc sống bàn bạc có ai là không có chướng ngại không? Bệnh hoạn nè, cầu Bồ Tát Quan Âm thì lại nhanh. Rồi con cái phá phách phải không? Mình cầu nguyện Ngài gia hộ cũng nhanh. Rồi cuộc sống của mình bấp bênh phải không? Cầu nguyện cũng nhanh. Cho nên phải cần có Bồ Tát Quan Âm trong cuộc sống này, để cho Bồ Đề Tâm mình khỏi thối chuyển. Nếu mà người Bồ Đề Tâm mà sâu dày rồi đó, thì Ấn Tổ Ngài kêu là 10.000 câu Di Đà là cũng phải 5.000 câu Quan Âm. Kinh khủng không? Còn nếu mà ai mà nghiệp chướng quá sâu dày thì suốt ngày niệm Quan Âm luôn. Rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Cho nên ngày đó là cầu phú quý được phú quý mà niệm Quan Âm. Cầu trường thọ được trường thọ, cái người chết yểu phải không? Cầu trường thọ được trường thọ, cầu đại niết bàn được đại niết bàn, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Tất cả sở cầu đều được như nguyện hết, mà đừng có khởi niệm ác hại người để mà cầu Ngài thì có chuẩn bị xét đánh, không có thể thành tựu được đâu. Thấy không? Cho nên ra cái pháp của Ấn Tổ rất hay, nhưng mà cái tụng kinh của Ngài là ít chứ không có nhiều. Tụng cuốn kinh Di Đà, do đầu tiên gặp được cuốn kinh Di Đà thì suốt cuộc đời Ngài chỉ tụng cuốn kinh Di Đà. Hôm nay pháp hội mình tụng thêm cuốn kinh Phổ Môn, mà thường cái người mà chịu niệm Quan Âm mà tụng Phổ Môn thì cái sức gia trì, và mình thấy trong kinh Phổ Môn có nói đến cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm á, thì tự nhiên là mình siêng để mà mình niệm danh hiệu Ngài. Có sự có lý, có tụng kinh là sự, rồi có lý là mình niệm, nó hỗ trợ lẫn nhau. Rồi sáng Phổ Môn mà chiều Di Đà, đầu tiên chúng tôi mới vô xuất gia cũng là sáng Phổ Môn chiều Di Đà, đến bây giờ cũng vậy. Giờ lắng nghe Ấn Tổ khai thị về vấn đề tịnh niệm chút nè. Phải biết nghiệp lực chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn, như người tịnh nghiệp đã thành, dẫu thân chưa chết nhưng thần thức đã hiện nơi tịnh độ. Có những người thân họ chưa có hết, thọ mạng chưa hết, tức là hơi thở chưa có hết, và tâm thức chưa ra khỏi thân, họ còn sống nằm trên giường nhưng mà tâm họ đã dạo nơi cõi Tây Phương Cực Lạc rồi. Có. Bởi vì cái tâm thức của họ cảm được cảnh giới nhưng thọ mạng chưa hết, họ đã về tới Tây Phương rồi. Cái này có. Ngài Khoan Tịnh Thiền Sư, Ngài có kể, Ngài đi lên trên Tây Phương Cực Lạc. Kẻ ác nghiệp sâu nặng, thân còn nằm trên giường bệnh, nhưng thần thức đã bị xử phạt nơi chốn u minh. Có rất nhiều người thân nằm trên giường bệnh rồi đó, mà tâm thức họ đã xuống địa ngục trả quả báo, đi vô cảnh ngạ quỷ. Kinh khủng như vậy. Để khi mà toàn thân tâm mà thọ mạng hết, bắt đầu Ngài nói nè, thân còn nằm trên giường bệnh nhưng thần thức đã bị xử phạt nơi chốn u minh, mạng chưa tận, thần thức đã vào thai, đợi đến lúc sắp sanh, toàn thân tâm thức mới gieo vào trong thai ấy. Lý này cũng chẳng phải hoàn toàn không có, nên thông thường đa phần là có thức thay thế thọ thai vậy. Như ví dụ có một số các cụ mang thai phải không? Có những lúc cái thần thức đó họ ở trong thai đến lúc họ sanh ra luôn, nhưng mà có những thần thức họ ở trong đến lúc đó họ không có muốn ở nữa, và họ thay thế cho thần thức khác. Đây là Ngài điều gọi là thay thế thần thức. Như Ngài Viên Trạch đó, bà mẹ của Ngài Viên Trạch mang thai 3 năm thì có thần thức ở trong đó, cho nên có thai mới tồn tại. Nhưng mà đến cái lúc đó rồi Ngài Viên Trạch đến thì cái thức mà ở trong thai nó đi ra, cái bắt đầu thần thức này đi vô lại. Thay thế thức có, mà thường họ thay thế thức. Các pháp trong tâm giới di tâm sở hiện, chúng sanh tuy mê nhưng nghiệp lực của họ chẳng thể nghĩ bàn, chính là do tâm lực chẳng thể nghĩ bàn, cũng là do thần thông đạo lực của chư Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn. Mà thấy cái tâm lực của mình không thể nghĩ bàn không? Nó đang là người vậy phải không? Vừa tắt thở cái xuống địa ngục. Kinh khủng. Rồi địa ngục nó trả quả báo đau khổ cung cực, rồi bắt đầu nó lên ngạ quỷ, rồi nó làm loài súc sanh, rồi nó trở về Etula, rồi nó làm người, nó lên cõi trời. Đó, mình đây nè, con người mình đang ngồi đây nè, nó cứ lầm quần trong sáu cõi đó, chứ chưa thành Phật. Nếu mà thành Phật rồi thì không bao giờ trở lại làm chúng sanh nghiệp chướng sâu dày như vậy nữa. Đã thành Phật rồi giống như vàng nó ra khỏi quặng rồi, nó không có thể nào bị tạp chất ở trong đó nữa. Đã thành Phật rồi, nếu mà làm lại chúng sanh là vì nguyện lực
giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, hoặc là Bồ Tát Quan Âm thành cổ Phật rồi, là vì nguyện lực để đi làm lại chúng sanh, để độ chúng sanh, chứ không phải vì nghiệp báo mà làm lại chúng sanh. Cho nên thành ra tất cả chúng sanh thấy Phật là chúng sanh. Cho nên bên ngoại đạo, ở bên Ấn Độ là bao nhiêu ngoại đạo đó xem Phật như là một chúng sanh, gây chướng ngại rất nhiều. Còn Phật xem tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên Phật ra sức để mà độ, trước sau giờ họ cũng sẽ thành Phật. Cho nên Phật không có bỏ cuộc, Phật độ chúng sanh sẽ thành Phật, bởi vì họ sẽ thành Phật mà. Cho nên thành ra chúng ta hiện tại ngồi đây, thực sự đời trước, vô lượng đời trước nữa, làm súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, lên cõi trời cũng có, nó cứ lằn quằn trong lục đạo đó, chưa thoát ra khỏi lục đạo được. Thì may thay đời này mình gặp được pháp môn tịnh độ để mình thoát ra khỏi lục đạo bằng con đường hoành siêu. Không phải là thủ xuất nữa, thủ xuất là nó đi từng mắt, cái vụ làm người phải không? Cái mình tu tứ diệu đế, cái mình lên là quả thanh văn. Mà tu tứ diệu đế mà để mà hết kiến hoặc tư hoặc trắc quả thanh văn cũng kỳ công lắm á, không dễ à. Rồi bắt đầu là duyên giác Bồ Tát là Phật. Thì cái đoạn đường mà mình lên tứ thánh để thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật á, phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, rất lâu. Có nhiều người nói đó, đời này mình đã tu rồi, đời sau mình sẽ tiếp tục mình tu, đời này xuất gia rồi, đời sau sẽ xuất gia, đời này mình biết đạo Phật rồi, đời sau tiếp tục sẽ là biết đạo Phật, cứ từ từ tu hành để thành Phật. Ngài nói như vậy, nhưng mà Ấn Tổ ngài không có đồng quan điểm này. Ngài nói đời này làm người coi chừng đời sau là làm loại súc sanh á, không phải đơn giản đâu. Mà nếu mà giữ được đời người đời sau nữa thì coi như đời sau nữa cũng chưa chắc. Ở trong này Tổ sư Ấn Quang nói cái bà đó đó, nếu mà bà không được làm người á, và bà làm người nó khó hơn là vãng sanh Tây Phương, mà bà không làm người bà đọa lạc có phần. Thì mình đọc cho bà đại chúng nghe chỗ này hay lắm. Cái này là trích ra trợ niệm lâm chung trong Tinh Hoa Lục, những cái đoạn tinh yếu chúng tôi lược ra cho đại chúng nghe cái đoạn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị những điều trọng yếu lúc lâm chung. Phàm những ai có tâm đều có thể thành Phật, há nên nói kẻ mù, điếc, câm ngọng chẳng được vãng sanh. Phật nói đến mù, điếc, câm ngọng trong tám nạn, ngụ ý những tật ấy khiến cho người đó khó thể nhập đạo mà thôi. Nếu có thể chuyên rồng niệm Phật, tuy người điếc chẳng thể nghe kinh và nghe thiện tri thức khai thị, người mù chẳng thể xem kinh, rốt cuộc nào trở ngại gì đâu. Người câm không có tiếng, kẻ ngọng cũng không nói gãy gọn được, nhưng trong tâm niệm thầm vẫn có thể đích thân đạt được niệm Phật tam muội trong đời này, lâm chung lên thẳng chính phẩm. Há nên nói những người ấy chẳng thể vãng sanh. Những người ấy chẳng sốt sáng niệm Phật thì chẳng thể vãng sanh, chứ không phải là những người ấy dù niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Còn người tàn phế thiếu tay, thiếu chân thì cũng giống như kẻ mù, điếc, câm ngọng. Nói kẻ mù, điếc, câm ngọng chẳng thể được vãng sanh như thế là vì hiểu lầm bài kệ trong Vãng Sanh Luận mà ra. Kệ nói, đại thừa thiện căn giới, đẳng vô cơ hiềm danh, nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa chủng bất sanh. Nghĩa là cõi thiện căn đại thừa, bình đẳng không có những danh từ đáng chê trách, nữ nhân và thiếu căn giống nhị thừa chẳng sanh. Chính là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới của những người mang thiện căn đại thừa sanh về, trọn chẳng có những danh từ có thể gây nên chê bai hoặc có thể gây nên sự chán ghét. Hai câu tiếp đó liệt kê một số những danh từ có thể gây nên sự chê bai như nữ nhân, người sáu căn chẳng đủ và hạng người nhị thừa, thanh văn, duyên giác. Do vậy, nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa chủng bất sanh, nghĩa là Tây Phương không có nữ nhân, người sáu căn chẳng hoàn bị và hàng nhị thừa. Tây Phương tuy có danh tự thánh nhân tiểu thừa, nhưng đều thuộc hàng phát tâm đại thừa, trọn chẳng có hàng thanh văn duyên giác không phát tâm đại thừa, chứ không phải là nói đến những người tu hành cầu vãng sanh thế giới ấy. Người thiếu trí huệ tưởng rằng những hạng người ấy chẳng được vãng sanh Tây Phương
lầm lẫn quá lớn. Thường có kẻ ngu cam phận kém hèn, chẳng dám gánh vác. Cũng có kẻ học đạo tự xưng là đại thừa, nghĩ pháp này chẳng xứng để tu tập. Nếu biết kẻ ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, được bạn lành dạy niệm Phật, chưa đủ 10 tiếng đã được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, thì kẻ cam phận kém hèn sẽ dấy lòng tu trì. Kinh Hoa Nghiêm là vua của Tam Tạng. Trong chỗ quy tông cuối cùng của bộ kinh ấy, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương, khuyên thiện tài và khắp hoa tàng hại chúng nhất trí tiến hành cầu sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Sao lại dám coi pháp môn này là tiểu thừa? Huống chi thiện tài đã chứng đẳng giác, hải hội thánh chúng đều chứng pháp thân, các vị ấy còn cầu sanh, ta là hạng người nào mà nghĩ pháp này chẳng xứng để tu tập? Liên Trì Đại Sư nói, niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là bản lãnh của bậc Đại Đức, Đại Phước, Đại Trí, Đại Huệ, Đại Thánh, Đại Hiền, chuyển ta bà thành tịnh độ, chẳng giống với nhân duyên nhỏ nhặt. Người biên tập kính cẩn ghi chú, chẳng những dựng cao tràng kiêu mạn mà còn là hủy báng Kinh Hoa Nghiêm. Hãy nên phát tâm quyết định, lâm chung nhất định muốn sanh về Tây Phương. Đừng nói chi thân người tầm thường kém cỏi chẳng muốn thọ nữa, ngay cả làm vua trời, người và xuất gia làm tăng, nghe một hiểu ngàn, đắc đài tổng trì, làm thân cao tăng, hoằng dương pháp hóa rộng lớn, lợi khắp chúng sanh, cũng xem như cỏ độc rừng tội, tâm quyết định, chẳng sanh một niệm muốn hưởng. Quyết định như thế thì tính nguyện hạnh của chính mình mới có thể cảm được Phật, thệ nguyện của Phật mới nhiếp thọ được mình, cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn, lên thẳng chính phẩm, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Bà phải hiểu đời sau sẽ được làm người còn khó hơn lâm chung vãng sanh. Vì sao vậy? Những người tội nghiệp đã tạo trong suốt một đời người chẳng biết là bao nhiêu. Khoan đừng nói bà có tạo những tội khác hay không. Chỉ riêng cái tội ăn thịt giết hại sinh vật, từ nhỏ đến lớn, quả thật đã nhiều khôn xiết kể rồi. Bà phải phát tâm đại từ bi, cầu sanh Tây Phương. Đợi sau khi thấy Phật đắc đạo, sẽ độ thoát những chúng sanh ấy. Cậy vào Phật từ lực để có thể chẳng phải đền trả món nợ ấy. Nếu bà cầu phước báo đời sau, thì không có đại đạo tâm, dẫu công phu tu hành tốt đẹp, nhưng công đức hữu hạn, bởi đã dùng cái tâm phàm phu nhân ngã, tâm phân biệt ta người để tu tập, cho nên chẳng có công đức lớn lao. Huống chi từ vô lượng kiếp đến nay, chẳng biết bà đã tạo bao nhiêu tội nghiệp, nếu túc nghiệp phát hiện, nhất định khó trốn khỏi tam đồ ác đạo, mong lại được làm người sẽ thiên nan vạn nan. Do vậy nói cầu sanh Tây Phương còn dễ hơn cầu đời sau lại được làm người, do cậy vào Phật lực gia bị, nên ác nghiệp đời trước dễ tiêu, dẫu chưa thể tiêu hết, nhưng cậy vào Phật lực nên chẳng đến nỗi phải trả báo. Người lành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung, liền được vãng sanh bởi tâm hợp với Phật, nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật, nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận, thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do tự tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, một lá thư gửi khắp. Phát đại bồ đề sanh chân tính nguyện, suốt đời giữ vững, chỉ nghĩ đến Phật, niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, tuy niệm mà vô niệm, diệu nghĩa thiền giáo triệt để hiển hiện, đợi đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, lên thẳng thượng phẩm, chứng vô sanh nhẫn, có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, mầu nhiệm làm sao? Pháp Sư Huyền Trang lúc lâm chung cũng có chút bệnh khổ, tâm nghi ngờ những kinh mình dịch có bị sai lầm gì chăng. Có một vị Bồ Tát an ủi Ngài,
Do sự khổ nhỏ này, tội báo của sư trong những kiếp trước đều tiêu tan cả, chớ nên hoài nghi. Hãy nên đem ý này an ủi mẹ ông, khuyên cụ sanh lòng hoan hỷ, đừng sanh lòng oán hận thì quyết định được Phật gia bị. Thọ mạng chưa hết sẽ chống lành bệnh, nếu đã hết sẽ vãng sanh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Nguyễn II, thư trả lời anh em ông Châu Mạnh Do. Người niệm Phật lâm chung được Phật tiếp dẫn, chính là chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao. Tuy chẳng lìa tưởng tâm, nhưng cũng chẳng được nói đó chỉ là tâm tưởng biến hiện, trọn chẳng có chuyện Phật thánh nghênh tiếp. Tâm tạo địa ngục thì lúc lâm chung, tướng địa ngục sẽ hiện. Tâm tạo cõi Phật thì lúc lâm chung, tướng cõi Phật sẽ hiện. Nổi tướng tùy tâm hiện thì được, còn bảo chỉ có tâm không cảnh thì chẳng thể được. Chỉ có tâm không cảnh thì phải là bậc Đại Giác Thế Tôn đã viên chứng duy tâm. Nói ra thì mới không mắc lỗi gì. Nếu các hạ nói thì sẽ đọa vào đoạn diệt tri kiến, sẽ là tà thuyết phá hoại pháp môn tu chứng của Như Lai. Ấy là vì vừa nghe y báo chánh báo trang nghiêm, thượng thiện nhân cùng nhóm hội thì lòng tin thật sự sẽ nảy sanh, nguyện thiết tha sẽ phát. Ắt sẽ có cái thế cuồn cuộn như sông ngòi, không sao ngăn được. Từ đấy khăng khắng gìn giữ, chấp trì vạn đức hồng danh. Niệm đâu chú tâm vào đó, cho đến khi nhất tâm bất loạn. Làm được như vậy thì trong đời này đã dự vào dòng thánh, lâm chung theo Phật vãng sanh, khai tri kiến Phật, cùng được thọ dụng như Phật. Do vậy, biết rằng một pháp trì danh chứa đựng trọn vạn hạnh, toàn sự chính là lý, toàn vọng chính là chân, nhân tột biển quả, quả thấu nguồn nhân. Thật có thể gọi là đường tắt để trở về nguồn, là môn trọng yếu để nhập đạo vậy. Lá thư số 202, bài ký về chuyện vãng sanh của cư sĩ Triệu Tôn Nhân. Triệu Tôn Nhân pháp danh là Bồi Canh, người ở thành phố Mã Đường Như Cao, tuổi ngoài 30, theo đuổi nghề buôn bán, tánh tình thuần hòa, chân thật, không trá ngụy, làm việc quả quyết thật thà. Mấy năm gần đây được nghe pháp môn Tịnh Độ, bèn sanh lòng tin tưởng sâu xa, hằng ngày lấy chuyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chánh, gác qua chuyện buôn bán, chuyện làm, chuyện từ thiện công ích, hết sức tích cực. Do vậy, đề xướng lập ra tế sanh phân hội và Phật kinh lưu thông xứ. Hễ có các chuyện lành nào đều tận lực lo liệu, không chuyện gì không làm. Đối với đèn đường ở địa phương, đích thân ông sáng thâu về, tối đi thắp lên, chẳng nề mệt nhọc, người cả một phương đều cảm phục lòng thành của ông. Ông dùng lòng thành để cảm, mọi người dùng lòng thành để ứng. Phàm khi ông quyên mộ, không ai chẳng thuận theo, hầu viên thành ý nguyện cho ông. Mùa đông năm Dân Quốc 15 1926, ông mắc phải bệnh ngặt, vẫn gượng đè nén cơn bệnh, đề xướng Phật thất để cầu thế giới thái bình, dự định khởi thất vào ngày mùng 2 tháng Chạp, đến ngày mùng 8 là viên mãn, thỉnh sư Phạm Thành chùa Tây Phương ở Quật Cảng làm chủ thất. Chi phí đều do thiện tín tự đóng góp, người dự hội niệm Phật hơn 40 người. Cư sĩ tuy đang bệnh nặng nhưng niệm Phật càng thêm tinh tấn như người không bệnh. Đến 7 giờ tối ngày mùng 6, bèn ngồi niệm Phật qua đời. Những người đang tham dự hội càng thêm khẩn thiết niệm Phật giúp cho ông được vãng sanh. Sau mấy tiếng đồng hồ, đỉnh đầu vẫn còn ấm, vẻ mặt chẳng khác gì lúc còn sống. Từ đây ta thấy được Di Đà nguyện lực, chúng sanh tâm lực, cả hai thứ đều chẳng thể nghĩ bàn. Ấy là vì chân như Phật tánh chúng sanh vốn sẵn có, chỉ nhờ vào nhân duyên để khải phát mà thôi. Như hạt giống đã gieo xuống đất, gặp mưa đúng thời bèn nảy mầm. Những kẻ trong cõi đời dùng sức chân như Phật tánh để hằng ngày theo đuổi tham sân si, giết trộm dâm, ví như đem châu mani tùy ý tuôn ra các thứ báo quăng trong hầm xí, nên chẳng thể thọ dụng được, chẳng đáng buồn ư? Nghe đến phong thái của cư sĩ, há chẳng thẹn đến chết ư? Nam mô A Di Đà Phật.
Những cái đoạn hồi nãy thầy Minh đọc đó là Giác Nhàn trích ra ở trong văn sao Tinh Hoa Lục, lấy từng đoạn từng đoạn. Thường ở trong văn sao Tổ sư Ấn Quang ngài có khai thị hai cái ý niệm mà hồi nãy chúng tôi có khai thị, cái cô mà ở trên phòng trợ niệm mà con nhìn đứa con trai nuôi, con nói là con ghét nó lắm mà con ra đi là con đi thẳng luôn chứ không có nhìn mặt nó đâu. Thì chúng tôi có nói cái ý niệm mà mình ghét bỏ đó, bực bội tức tối, nó chướng ngại lắm. Ngay bây giờ mình phải thấy những cái người mà họ gây chướng ngại cho mình, như là con cái, chồng con, họ gây phiền phức mình, hoan hỷ vui vẻ. Và mình phải xác định là ở với họ không bao lâu nữa. Cái cô Tâm Hân mà chúng tôi nói ở bên tiệp khắc á, bàn thờ của cổ, cô dán cái chữ chết để cũng khá to, chiều cao nó khoảng như vậy, chiều dài khoảng bự, khá bự. Cô quay cái bàn Phật cô đưa chúng tôi coi, thấy cái chữ chết, hỏi con cảm được cái chữ này như thế nào mà con lại để trước bàn thờ như vậy. Trước giờ chưa có vô bàn thờ ai mà thấy để chữ chết. Cô ngồi cô tu rồi cô nhìn cái chữ chết đó, cô nói cái chữ chết này nó hay lắm. Bởi vì con người mình không ai là không chết, chưa biết ngày nào chết, chết sớm chết muộn gì cũng chết, mà chết chưa biết đi đâu. Bởi vì mình chọn một con đường chết để về Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng tôi mới nói mấy câu thơ mà có tâm đắc. Người niệm Phật coi như đã chết, coi như đã chết, chứ không phải là mình muốn cho nó chết mình từ từ cho chết, không phải. Coi như đã chết tức là những vọng tưởng, suy nghĩ buồn dặm, buồn vui, thương ghét rồi đó, mình cho nó chết. Mang cái xác chết này đi thực nghiệm tâm linh. Khi mà mình nghĩ coi như đã chết rồi, cái chữ chết của Tổ sư Ấn Quang nó màu nhiệm làm sao, dán trên trán rủ xuống đôi mày, lúc nào cũng nghĩ đến. Nhưng mà cái tâm trạng mà nghĩ mình gần chết rồi á, mình sẽ chết trong nay mai, cái tâm trạng đó nó khác với cái người mà dán chữ tử trên trán nha. Cái người mà bị áp lực, cái người mà bị cái tư tưởng nó khủng hoảng là nghĩ mình sẽ chết á, thì người này không phải mang cái chữ chết của Ấn Tổ. Thấy không? Thấy Ấn Tổ ngài kêu là ngày này là ngày cuối của tôi rồi, mà ngài sống 80 tuổi đúng không? Cái chữ chết này nó vi diệu mà nó tinh tế, nó hay lắm. Chết tức nghĩa là những người la mình, giận mình, buồn mình, chửi mắng mình buông được. Cái người mà chết rồi mình làm mình chửi họ, họ nói gì không? Không nói vậy đó. Họ im re à. Họ biết đó nhưng mà họ không có nói gì hết trơn á. Không biết tâm thức họ có giận mình hay không mà không có nói gì nữa hết trơn. Mình coi như đã chết. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ là thôi mình bệnh rồi, mình chuẩn bị chết rồi, mình buồn phiền, mình muốn đi chết á, thì cái chết này không phải cái chữ chết của Ấn Tổ, nó khác hẳn lắm à. Mà cái chết của mình đây nghĩa là mình không còn những cái ý niệm mà hơn thua. Hiểu hiểu chỗ này không? Cái chỗ này quan trọng lắm. Không còn ý niệm thân sơ, người đó là thân quá, người đó là ghét quá, không còn ý niệm đó. Cái chữ chết nó ý nghĩa nó là như vậy. Người ta chửi rủa mình, người ta nhục mạ mình, hoan hỷ. Coi như mình đã chết rồi, không cần thiết nữa. Và những chuyện gì đáng làm thì làm, nó đến với mình đủ duyên thì làm lợi ích cho chúng sanh thì làm, còn không đáng thì thôi bỏ, không quan tâm nữa, đã chết. Cái chỗ này hay cực kỳ lắm. Mà khi mình nghĩ đã chết như vậy rồi thì người mình nó sống lại một đời sống rất là khôi ngô, một đời sống rất là an vui. Ví dụ mình muốn chuyện đó không được phải không? Mình kêu thay vì mình chết thì mình muốn gì được nữa đâu, thôi bỏ, không quan trọng. Buồn nhẹ nhàng, buồn rất nhẹ nhàng. Cô này cô dán chữ chết trước bàn thờ của ngôi của tu coi nhé. Kinh khủng như vậy à. Thành ra thì cái buổi giảng hôm nay thì chúng tôi nói xung quanh về cái việc hộ niệm. Giờ đây là cũng 1 tiếng 20 phút. Lúc nãy là mình 9 giờ mình vô giảng. Giờ chúng tôi nói đến cái việc cuối năm một chút. Năm nay hôm nay thì thông báo cuối năm làm lễ tất niên là ngày 21 tháng chạp. Bữa nay mùng 7 hả? Nhưng mà không có tổ chức trên chùa được. Bây giờ số lượng người mà đến đông thì dịch bệnh nó cũng hơi nguy hiểm. Thêm đó nữa là cái việc mà mỗi lần tổ chức lễ gì trên chùa đó, mấy thầy ở dưới này với chúng tôi lên trên đó khách khứa nhiều quá, cho nên cái buổi giảng nó không để toàn tâm nó tập trung, bởi vì phân tâm trên cái việc khách khứa nhiều quá.
Cho nên ở tại đây giảng xong rồi mới lấy cái đĩa thứ bảy này nè, mới đưa lên cho đại chúng ở trên chùa và khắp thế giới họ xem, thì cũng y chang như ngồi ở trong này thôi. Nó rất là lợi lạc về cái việc mình mà phổ biến qua đường truyền internet, qua băng đĩa thì tốt hơn. Thêm thế nữa là cái việc mà dịch bệnh hôm nay thì Hà Nội các nơi nó diễn biến quá phức tạp rồi. Có nhiều người hỏi chúng tôi khi nào nó hết, bởi vì họ quá khủng hoảng. Thì chúng tôi mới nói rằng là khi nghiệp sát chúng sanh giảm đi thì bắt đầu nó sẽ giảm. Cái sát kiếp là bão tố, là lũ lụt, là dịch bệnh, là hạn hán, là sâu rầy, là châu chấu, thì Ấn Tổ nói đó là sát kiếp. Mà cái sát kiếp đó là cái quả, còn cái nhân của nó là cái sát nghiệp, là sát hại sinh linh, giết tất cả chúng sanh. Mà bây giờ cái cõi đời chúng ta đây mà kêu đừng ăn thịt thì chuyện nó khó. Không sát sanh là chuyện nó cực kỳ khó, khó lắm ấy. Thì bây giờ vẫn còn tiếp tục cái nghiệp sát thì nó cứ dây dưa, quý vị biết mấy năm rồi. Tái đi tái lại 4-5 lần rồi, bây giờ ra những cái chủng mới nữa không? Mà mình ở trong này mình tuy rằng ăn chay nhưng vẫn phải bị cộng nghiệp. Mà tuy là mình cộng nghiệp rồi nhưng mà nó có cái biệt nghiệp là mình ăn chay, mình niệm Phật, mình làm lành, mình tích đức, mình trì chú đại bi, mình niệm Quan Âm, thì nó không đến với mình. Không đến với mình. Mà dẫu cho nó đến đi thì nặng thành nhẹ. Dẫu cho nó ở trong con người của mình đi, giống như là hai mẹ con của cô Thủy ở bên Áo á. Ông chồng thì bị dương tính, nằm giật giờ trong bệnh viện tưởng chết. Mà hai mẹ con cũng dương tính luôn, mà ăn chay niệm Phật bấy lâu nay, thì chung sống hòa bình với nó ở trong đó mà cổ không có chuyện gì, không sốt, không bệnh, không ho, không gì hết trơn. Đứa con cũng vậy luôn. Nó đặc biệt như vậy. Rồi có một cái ông người Áo, ông đi vô tiệm, ông nói là tôi từ cõi chết trở về. Hỏi sao vậy? Ông kêu là tôi bị nhiễm Covid, mà bác sĩ nói là chết thôi chứ không sống nổi. Rồi tôi có nhờ các vị thầy bên Nepal á, là ông cầu nguyện cho tôi. Và tôi nuôi 200 đứa trẻ, tôi gửi tiền qua đó tôi nuôi, cho nên mấy vị bên Nepal đó thương tôi cho nên cầu nguyện cho tôi. Thì bác sĩ cũng không ngờ là tôi sống lại. Xong cô Thủy cũng mới đưa cho cái ông người Áo đó, đó là cái quạt mà hồi trước chúng tôi in mà có thằng chú Đại Bi á. Rồi để cho ổng cầm cái quạt và chỉ cho ổng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ổng người Áo mà ổng lại niệm được tiếng Việt. Có gửi cái hình quay video cho chúng tôi nghe luôn, mà chúng tôi thấy ngộ thiệt. Ổng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ổng đọc cái tiếng người Áo nó lỡ nghe mà ổng tha thiết chân thành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì cô này nói nếu mà ông thực sự thành tâm mà ông niệm như vậy đó thì nó sẽ sớm hết và nó dứt luôn và nó không tới với ông nữa. Ông kêu tôi tin điều này. Ông mới kể ra cái chuyện là mấy chục vị sư ở bên Nepal cầu nguyện cho ông cho nên ông mới mau hết. Ông tin tưởng như vậy. Quý vị thấy không? Trong cái cộng nghiệp là sát nghiệp, nó sanh ra dịch bệnh, nhưng mà cái biệt nghiệp của mình ăn chay niệm Phật, con người này khác. Nhất là tụng kinh Phổ Môn, một bữa nay người ta xin quá chừng luôn, chúng tôi in ra chúng tôi tặng. Mà đúng thiệt, bộ kinh Phổ Môn này nó vi diệu, càng tụng càng thấm, càng thấy cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm nó tuyệt hay. Mà thường mình tụng mà mình niệm thêm nữa thì thấy thấm thía mà hay lắm. Cho nên trong kinh Phổ Môn cái đoạn cuối, những cái người mà có thiện căn phước đức, mà nhiều phước đức lắm rồi mới gặp được cái phẩm này để mà tụng. Đó. Như ngài Liên Trì hồi nãy ngài nói, cái người mà đại thiện căn, đại phước đức mới dám tin niệm Phật vãng sanh. Tuy rằng mình là một người phàm phu nhưng mà phải có nhiều đời nhiều kiếp, có nhân duyên thiện căn phước đức mới chịu niệm Phật vãng sanh, giống dễ đâu. Đó, quý vị coi bây giờ biết bao nhiêu Phật tử mà cái lượng người Phật tử mà tin niệm Phật cũng không bao nhiêu hết. Rồi biết bao nhiêu các vị thầy mà mỗi thầy xiển dương mỗi pháp môn. Mà tịnh độ chúng tôi lên mạng tìm mà để mà các vị thầy mà để mà tu pháp môn tịnh độ thực ra cũng ít. Ít chứ không phải là nhiều đâu. Bởi vì pháp môn này nó quá đơn giản. Nó đơn giản quá đi. Niệm một câu Phật hiệu mà liễu sanh thoát tử mà để thành Phật thì nó quá đơn giản. Đơn giản đến lúc người ta không tin luôn. Pháp này là pháp khó tin. Nan tính chi pháp. Bởi vì sao khó tin? Bởi vì quá đơn giản. Nhưng mà thường cái pháp Phật mà đơn giản là nó là có hiệu quả nghe. Ngộ vậy ha. Mà làm cái gì mà rắc rối quá, mà làm cái gì khó khăn quá nên lại là khó thành tựu. Đơn giản mà lại thành tựu. Thì cái ngày tất niên đó thì cũng sẽ làm ở dưới này và gói gọn chứ không có mời đông người vô được. Một số mấy Phật tử chắc là đợi tất niên nhưng mà giờ dịch bệnh chúng tôi cũng không có dám mời về trên chùa đông. Mà dưới này thì chắc cũng là hạn chế người tối đa.
chỉ một số quý thầy vô làm lễ thôi, một số ít quý Phật tử cũng phát tâm cúng dường trai tăng hôm đó. Còn riêng ngày mùng 1 Tết thì cũng sẽ chúc Tết dưới này, rồi chúng tôi lên trên chùa Phật tử nào gặp để mà chúc Tết hoặc thăm hỏi đầu năm 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, xong rồi chúng tôi quay lại thì là tiếp 3 ngày đó thôi ở trên chùa. Còn vẫn là làm cái lễ chúc Tết đầu năm, mà có thể là buổi chiều mùng 1 hoặc sáng mùng 2, trong ngày mùng 2 là có cái đĩa chúc Tết nó đưa ra cho khắp thế giới mọi người xem. Đó là chương trình cũng thông báo biết như vậy. Thôi giờ thì chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlườngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, Kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561-000-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 11-11-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500-1769-0393, Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province. Swip code BFTVVNVX056. Account no 0561-370-747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.